Giang giật đại hỉ, vội vàng mở miệng nói, tại thiên võ thành chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, ta sở dĩ bỏ thi đấu là bởi vì của ta một cái thị nữ bị bắt cóc, tại Tây Sơn trên nàng bên trong một loại kỳ độc, giờ phút này vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh bên trong. Ta vào linh thú Sơn học viện, nhưng thật ra là muốn tìm trong học viện vị kia thiên giai trị liệu sư hỗ trợ cứu chữa, ngươi có thể giúp ta dẫn tiến hạ sao? A, à, tôi như tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, tại thiên võ thành nàng chỉ điểm Giang Vân Hải, cũng là bởi vì coi trọng giang giật trọng tình trọng nghĩa, vì thị nữ liền tiền đồ đều có thể không muốn, không nghĩ tới hắn đến học viện lại cũng là vì thị nữ của hắn. Người muốn cầu liêu đại sư cái này kinh khủng có chút khó khăn. Tô như tuyết sắc mặt ngưng trọng lên, trầm ngâm một lát giải thích nói, liêu đại sư giờ phút này cũng không tại học viện, hắn đi hoàng thành thiên tinh thành, ít nhất nửa năm mới có thể trở về. Trọng yếu nhất chính là, vị này liêu đại sư tính tình rất là cổ quái, ngoại trừ ra các viện trưởng bất luận người nào mặt mũi cũng không cho, Lần trước thần võ quốc một đại gia tộc tộc trưởng cầu hắn, mời được một vị phó viện trưởng ra mặt, cuối cùng không có thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn đều không có xuất thủ. Giang giật cuống lên, trơ mắt nhìn Tô Như Tuyết nói, kia không có biện pháp sao? Biện pháp chắc chắn sẽ có. Tô Như Tuyết cắn răng, nói ra, người đừng vội, người cố gắng tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày trở thành tinh anh học viên, đến lúc đó các loại lưu đại sư trở về, ta lại cầu tề viện trưởng hỗ trợ cầu tình hình bên dưới. Lưu đại sư tầm mắt rất cao, Người nếu không phải tinh anh học viên, sợ là hắn viện tử ngươi cũng vào không được. Tinh anh học viên, tốt. Giang giật trùng điệp gật đầu, vì Giang tiểu nô mạng hắn đều có thể không muốn, huống chi chỉ là cố gắng tu luyện mà thôi. Sau đó thời gian, Giang giật lại khôi phục nguyên tiên sinh sống, mỗi ngày đi theo tô như tuyết ra ngoài săn giết yêu thú, ngoại trừ săn giết yêu thú ăn cơm đi ngủ, thời gian còn lại hắn đều tại tu luyện, bị tiền vạn quán nói thành tu luyện tên điên. Giang nghịch lưu yên lặng, Giang kỳ lân cũng sẽ không tìm phiền phức, càng quỷ dị chính là trường tôn phi hồ cũng rất an tĩnh, tựa hồ mấy người kia đều quên giang giật, quên đi cùng giang giật ở giữa không thoải mái. Bọn hắn không tìm đến phiền phức, giang giật cũng vui vẻ phải đi thanh nhàn, đương nhiên mỗi ngày không phải ở trong học viện, liền là đi theo tô như tuyết đi săn giết yêu thú, đám người kia coi như nghĩ phiền phức cũng không có cơ hội. Không có khả năng lại tìm một cái băng thú A như thế ra các viện trưởng tuyệt đối sẽ giết người. Thời gian tại tiền vạn quán ngủ say âm thanh bên trong chạy đi, tại giang giật ngày đêm không ngừng trong tu luyện di chuyển, chớp mắt hai tháng đi qua, trong học viện bình tĩnh để cho người ta không dám tin. Duy nhất phát sinh đại sự liền là chiến vô song lần nữa khiêu chiến 5 vị tinh anh học viên, thành công tấn cấp làm tinh anh học viên. Còn có một việc đáng nhắc tới, học viện xếp hạng thứ nhất thiên tài học viên trở về, gây nên một mảnh công tử bạo động, bởi vì vị học viên này là nữ, vẫn là phía nam thiên huyền quốc công chúa, thân phận siêu nhiên. Vị này nữ học viên không chỉ có chiến lược tại học viên bên trong xếp số 1, tư sắc còn vô song, học viện thập đại mỹ nữ xếp hạng gần như chỉ ở tô như tuyết phía dưới. Giang giật đối với những này không có hứng thú, đối với hắn mà nói, những cái kia cái gì công chúa, ngàn cân đại tiểu thư cùng hắn cảm giác là người của hai thế giới, hắn đối với các nàng người không có hứng thú, cũng không muốn tiến vào thế giới của các nàng. Để Giang giật có chút cảm thấy hứng thú chính là, cơ thính vũ lại thành công tiến vào học viện thập đại mỹ nhân bảng, còn xếp hạng thứ năm. Người theo đuổi như sang sông Lý Ngư, nhiều vô số kể. Cơ thính vũ thủ đoạn cũng rất cao minh, một đám công tử bị mê đến xoay quanh, nhưng chưa từng nghe nói người kia đắc thủ. Giang giật càng thêm xác định, cơ thính vũ mục tiêu là trường tôn gia thiếu tộc trưởng trường tôn vô kỵ hoặc là giang nghịch lưu. Cái này nữ tử không chỉ có hơn người dung mạo, mỹ lệ thiên tư, còn có như yêu nghiệt trí tuệ, phổ thông công tử khẳng định không để vào mắt. Bất quá mặc kệ cơ thính vũ cuối cùng lựa chọn ai, nàng đều đem cùng giang giật đi tới mặt đối lập. Giang giật nội tâm cũng thở dài không thôi, bạn hắn không nhiều, rõ ràng sẽ mất đi một cái. Hai tháng, Giang giật vô số lần nếm thử phóng thích sát lục chân ý, nhưng một lần đều không thành công qua, tô như tuyết để hắn triệt để nắm giữ sát lục chân ý, hắn lại ngay cả đại môn đều sờ không được. Duy nhất để Giang giật may mắn chính là, cảnh giới tu luyện tăng lên rất nhanh, hai tháng đi qua, hắn nguyên lực tích lũy rất nhanh, mắt thấy là phải đột phá chú đỉnh cảnh thất trọng. Một ngày này lại là trời trong gió nhẹ, vạn lý không mây giang giật dậy thật sớm đánh mở cửa vẫn như cũng nhìn thấy chính là tiền vạn quán tấm kia tròn vo mặt chỉ là gương mặt này bên trên hôm nay không mang ý cười đều là ngưng trọng hai chuyện tiền vạn quán cũng không nói nhảm trực tiếp trầm giọng nói ra đệ nhất đêm qua có người tìm tới giang vân hải xác định là trấn tây vương phủ người giang vân hải thân phận bại lộ thân phận của ngươi hẳn là cũng bại lộ theo giang vân hải suy đoán hẳn là giang nghịch lưu đang điều tra ngươi giang biệt ly còn không biết việc này Người yên tâm Giang Vân Hải cùng ngươi thị nữ đều vô sự, ta người cũng tại phụ cận bảo hộ. Giang giật sắc mặt trầm xuống, Giang nghịch lưu biết rõ hắn thân phận, tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế đánh giết hắn. Trấn Tây Vương không cần cái thứ hai thế tử, hắn về sau sẽ càng thêm nguy hiểm, thậm chí Giang nghịch lưu rất có thể hội bí quá hóa liều, ở trong học viện động thủ. Giang giật con người lóe lên, hắn muốn phá giải cái này nguy cơ, trừ phi công bố thân phận của hắn để người trong thiên hạ đều biết, Nói như vậy Giang Nghịch Lưu không chỉ có không dám ám sát hắn còn muốn bảo hộ hắn, bằng không hắn chết ai cũng có thể đoán được là Giang Nghịch Lưu ra tay. Chỉ là hắn hội công bố thân phận sao? Hiển nhiên sẽ không, hắn không chỉ có sẽ không công bố, thậm chí đều xấu hổ với mình cái này thân phận con tư sinh. Hắn không chỉ có không muốn nhận cha, còn một lòng muốn đem Giang Biệt Ly cho chộp tới, tại mẫu thân hắn trước mộ phần quỳ xuống sám hối. Phân chó, Giang giật thầm mắng một tiếng, hắn cần nhất chính là thời gian chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đừng nói Giang Nghịch Lưu coi như Giang Biệt Ly tới hắn cũng không sợ, đáng tiếc. Giang Nghịch Lưu rõ ràng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. chương 101, Thiên Quân Mộ, mặc kệ, nếu là Lão Thiên thật muốn lấy ta Giang giật tính mệnh, ta cũng không có cách nào. Giang giật trầm ngâm một trận, không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt nhìn về phía tiền vạn quán nói chuyện thứ hai đâu. Tiền vạn quán nhìn thấy Giang giật rất nhanh liền khôi phục chấn định âm thầm bội phục, cái này nếu là người bình thường biết được chính mình một cái không cách nào chiến thắng cửu ra muốn giết mình, khẳng định khủng hoảng không thôi, Giang giật lại cùng không có chuyện gì người, cái này tâm tính quả thực hiếm thấy. Hắn dừng một chút, nói ra, vạn cổ cốc thiên quân mộ sau một tháng sẽ mở ra, ta đoán trường học viện sẽ đem nửa năm một lần huyết luyện định ở nơi đó. Dù sao cái này thiên quân mộ 50 năm mới mở ra một lần, cơ hội khó được. Thiên quân mộ thứ gì? Giang giật lông mày nhíu lại cái này thiên quân thế nhưng là vô địch thiên hạ trí cường giả mới có xưng hào, tỉ như sát lục thiên quân. Thiên quân mộ địa đây chính là dị thường tôn vinh, ai dám mạo phạm học viện làm sao lại đem huyết luyện địa điểm định tại thiên quân trong mộ. Lão đại người có chỗ không biết, tiền vạn quán giải thích, cái này vạn long cốc thiên quân mộ là rất đặc thù một chỗ, chỗ thần võ quốc, đại hạ quốc, thánh linh quốc tam quan hệ ngoại giao giới chỗ, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Vạn long thiên quân là hai vạn năm trước một vị cường giả tuyệt thế, hắn cả đời thích nhất bảo vật, hắn cơ hồ đem lúc ấy đại lục hơn phân nửa trí bảo võ kỹ bí thuật đều vơ vét không còn gì. Bởi vì thân thể tật bệnh hắn dưới gối không con, sở dĩ sau khi chết đem sở hữu bảo vật để vào thiên quân trong mộ, cùng sử dụng cấm chế cường đại đem thiên quân mộ phong ấn, 50 năm mở ra một lần, bất kỳ cái gì thần du cảnh dưới đây võ giả đều có thể đi vào tầm bảo, đây là đại lục tam đại bảo địa một trong. Nguyên lai là dạng này, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm là vị này vạn long thiên quân chính mình nghĩ hậu nhân đi tìm bảo a à, cái này không tính khinh nhờn cường giả trí tôn di thể bất quá giang giật quay đầu lại mơ hồ một cái mộ địa chỉ có lớn như vậy hai vạn năm qua đi dù cho chỉ có thể là thần du cảnh phía dưới võ giả đi vào bên trong bảo vật cũng bị vơ vét không còn gì đi đến đó mặt làm sao huyết luyện ha ha tiền vạn quán cười ha hả nói ra lão đại người quá ngây thơ rồi ngươi cho rằng thiên quân mộ thật chỉ là một cái tiểu mộ địa ở trong đó thế nhưng là có một cái cự đại thần bí không gian nhà ta đi vào qua tộc nhân nói qua bên trong không gian to đến vượt qua tưởng tượng của ngươi coi như một vạn người đi vào ở bên trong truyền một năm đều không thể nào đem bên trong cho đi dạo hết mà lại bảo vật đều là theo nội điện bên trong ngẫu nhiên bắn ra còn như nội điện cho đến trước mắt còn không người đi vào thần kỳ như vậy giang giật nửa tin nửa ngờ nội tâm ẩn ẩn có chút hưng phấn ai không thích bảo vật a à? mà lại cái này huyết luyện qua, hắn sẽ thành chính thức học viên, lại thông qua một lần huyết luyện liền có thể trở thành tinh anh học viên, đến lúc đó vị kia thiên giai trị liệu sư Liêu đại sư vừa về đến, liền có thể để Tô Như Tuyết cầu hắn hỗ trợ cho Giang Tiểu Nô chữa bệnh. Một khi Giang Tiểu Nô khỏi bệnh rồi, hắn lập tức có thể cùng Giang Vân Hải cao chạy xa bay, tìm một chỗ ẩn núp đi, lại chậm chậm mưu toan. Không bằng hắn tâm tình rất nhanh ngưng trọng lên, dù sao nếu như đi thiên quân mộ huyết luyện, liền muốn rời khỏi linh thú sơn học viện. Mặc dù khẳng định lại có đạo sư dẫn đội, nhưng đi bên ngoài Giang Nghịch Lưu muốn động thủ cước sẽ càng thêm thuận tiện. Tiền vạn quán nhìn ra Giang giật đan dược, nặng nề gật đầu nói, giống như huyết luyện xác định tại thiên quân mộ, lão đại ngươi sẽ phi thường nguy hiểm, coi như một đường có học viện hộ vệ đi theo, tiến vào thiên quân mộ ngươi cũng hữu tử vô sinh. Sở dĩ lão đại, cá nhân ta đề nghị, lần này huyết luyện ngươi tốt nhất từ bỏ. Từ bỏ, Giang giật lắc đầu, kiên định nói ra, không có khả năng ta nhất định phải nhanh tấn cấp làm phổ thông học viên, làm sao có thể từ bỏ mà lại ở trong học viện tựu nhất định an toàn sự tình sớm muộn muốn tới, tránh là trốn không thoát, người không phải nói thiên quân trong mộ rất lớn sao ở bên trong không nhất định liền có thể gặp được giang nghịch lưu người. Tiền vạn quán thở dài không còn nói, sự tình cũng còn không có xác định được, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Tiền vạn quán dự đoán rất chuẩn, chỉ là vài ngày sau học viện tuyên bố lần này huyết luyện tại thiên quân trong mộ, tề viện trưởng dẫn đội, ký danh học viên chỉ cần tại thiên quân trong mộ đạt được bất luận cái gì ba kiện bảo vật tính xong qua huyết luyện, phổ thông học viên thì nhất định phải đạt được 6 cái bảo vật, tinh anh học viện nhất định phải đạt được 12 kiện mới có thể thông qua huyết luyện. Đồng thời học viện còn trịnh trọng thông cáo, lần này thiên quân mộ tầm bảo bên trong dị thường nguy hiểm, tam quốc lại có rất nhiều tử phủ cảnh võ giả tiến vào, ở bên trong thời khắc có thể tao mộ nguy hiểm, các học viên thận trọng tiến vào, như ở bên trong chết đi, học viện tổng thể không phụ trách. Học viện ý tứ rất rõ ràng, đi thiên quân mộ trên đường học viện sẽ bảo đảm an toàn, nhưng ở bên trong chết học viện cũng mặc kệ, mà lại nói rõ ở bên trong tử vong tỷ lệ sẽ phi thường cao. Giang giật sau khi lấy được tin tức này, không để ý tiền vạn quán khuyên can, trước tiên đi huấn đạo chỗ ghi danh, lại phát hiện người không sợ chết rất nhiều, trong thời gian thật ngắn người báo danh tổng cộng đến mấy trăm người. Các loại giang giật cùng tiền vạn quán trở lại Tây Viện, ngoài ý muốn tại ngoài viện phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, một bộ màu trắng váy xòe bao phủ một cỗ hoàn mỹ thân thể mềm mại, một tấm lãnh diễm vô song trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn nhưng này song xinh đẹp trong con người cũng không ngừng hiện lên một tia cấp bách. Giang giật, người báo danh nhìn thấy Giang giật cùng tiền vạn quán trở về, tô như tuyết ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, chờ Giang giật gật đầu xác định, nàng lắc đầu than nhẹ một tiếng, không hề nói gì trực tiếp rời đi. Xa xa xa, tô như tuyết vừa đi, nơi xa hai thân ảnh nhanh chóng đi tới, là một tên màu đồng cổ làn da nam tử, cùng một vị che mặt hắc y thiếu nữ, hắn thật xa nhìn thấy Giang giật tự quát khẽ, Giang giật, tuyệt đối đừng đi báo danh huyết luyện. Chiến huynh, ta đã báo danh, Giang giật cùng tiền vạn quán liếc nhau, cười khổ nói. Chiến vô song mím môi một cái, trầm mặc một trận lạnh giọng nói ra, kia đến lúc đó chúng ta cùng đi đi, có ta ở đây người chỉ ít an toàn rất nhiều. Giang giật ôm quyền cảm kích nhẹ gật đầu, đa tạ chiến huynh. Chiến vô song mang theo chiến lâm nhi rời đi, Giang giật cùng tiền vạn quán vừa mới đi vào trong sân, một đạo màu vàng sáng thân ảnh xuất hiện lần nữa giang giật rất là kinh ngạc nhìn cơ thính vũ không nghĩ tới nàng lại còn tới tìm hắn cơ thính vũ đứng tại cửa ra vào không có vào đây xa xa cùng giang giật đối mặt mở miệng nói ra giang giật đừng đi thiên quân mộ nếu không ngươi sẽ cùng vạn long thiên quân chôn cùng giang giật cười nhạt một tiếng thiên quân mộ ta là nhất định phải đi có thể cùng vạn long thiên quân nhân vật như vậy mai táng cùng một chỗ cũng là ta giang giật vinh hạnh ai vậy chúc ngươi thuận lợi thông qua huyết luyện đi hảo vận, cơ thính vũ lắc đầu than nhẹ một tiếng quay người rời đi, giang giật nhìn qua nàng mỹ lệ bối cảnh, trong lòng có chút ấm áp, mặc kệ về sau như thế nào, chỉ ít cơ thính vũ còn tưởng là hắn là bằng hiếu, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ nhận nàng người bạn này. Biết được hắn gặp nguy hiểm, lập tức có nhiều người như vậy tới khuyên nói, đều như vậy quan tâm hắn, giang giật trong lòng rất là dễ chịu, tới này linh thú sơn học viện một chuyến, chỉ ít giao mấy người bằng hiếu. Lão đại, người vẫn là đi rời khỏi huyết luyện đi, Tiền vạn quán trái lo phải nghĩ luôn cảm giác không đúng, lần nữa khuyên nói ra, giống như Giang Nghịch Lưu quyết tâm muốn làm ngươi, Giang ra cùng trường tôn ra liên hợp, thực lực của ta quá thấp gia tộc lại không cho ta đi vào, chiến vô song khẳng định cũng sẽ không vì ngươi cùng hai nhà triệt để vạch mặt. Yên tâm đi, vạn quán, như là đã quyết định, Giang giật giờ khắc này ngược lại không thèm đếm xỉa, hắn cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ tiểu mập mạp bả vai cười nói, ta và ngươi cam đoan, lần này ta nhất định sẽ còn sống trở về, mệnh của ta ai cũng cầm không đi, giang nghịch lưu cũng không được. chương 102, trưởng tôn vô kỵ, linh thú sơn đông Việt, một cái xa hoa viện tử trong đại sảnh, hai tên người mặc hoa bào công tử ngồi đối diện nhau, bên cạnh hai tên mỹ mạo thị nữ quỷ gối tuyết trắng trên mặt thảm, cho hai người châm trà đổ nước. Ngồi ở bên trái công tử một thân hoa bào, tướng mạo khôi ngô khí độ bất phàm, chính là chấn Tây Vương Thế tử Giang Nghịch Lưu, đối diện vị kia một bộ hắc bào, tướng mạo cũng rất là khôi ngô, bất quá cái mũi như ưng, tăng thêm ánh mắt sắc bén, cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Giang nghịch lưu nâng chung trà lên nhấp một miếng, thản nhiên mở miệng nói, vô kỵ, vân phỉ cô nàng kia trở về, người làm sao có rảnh tìm ta cái này uống trà. Hắc bào công tử cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, vân phỉ công chúa là đóa hoa hồng có gai a, à, ta sợ là không có cơ hội trở thành thiên huyền quốc phò mã. Nghịch lưu, tôi như tuyết vậy nhưng có tiến triển, Giang nghịch lưu đồng dạng đáp lại cười khổ, thở dài nói, hai người chúng ta một người thân là thần võ quốc quốc chủ cháu trai trường tôn gia thiếu tộc trưởng một người khác là thần võ quốc duy nhất họ khác thế tử mà ngay cả nữ nhân đều bắt không được cái này truyền đi muốn để người trong thiên hạ chế nhạo a xác định không có cơ hội trường tôn vô kỵ lông mày nhíu lại có chút kinh nghi hỏi vân phỉ là thiên huyền quốc trưởng công chúa nàng coi như đồng ý gả ta cũng cần thiên huyền quốc chủ gật đầu ta bắt không được bình thường Tô Như Tuyết không phải đã từng nói hắn nhất ngưỡng mộ anh hùng là phụ thân ngươi sao vì sao ngươi cũng bắt không được nàng. Đều là bởi vì Giang giật cái kia tạp toái, không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc lên Giang nghịch lưu trên thân đều là không đè nén được sát khí, hắn trầm giọng nói ra, lần trước băng thú sự kiện, cố sơn hà tên ngu xuẩn kia sự tình làm hư hại, tôi như tuyết hoài nghi là ta âm thầm dở cho quỷ, liền gặp cũng không nguyện ý gặp ta. Giang giật, trường tôn vô kỵ trong mắt hàn quang lóe lên, nói phi hồ cùng ta nói qua người này, bất quá đoạn thời gian trước ta đang trùng kích tử phủ cảnh ngũ trọng, sở dĩ để hắn không nên gây chuyện, người này nếu là cho ta gặp được, ta không phải là hảo hảo giáo huấn hắn một trận, dám khiêu khích ta trường tôn ra người. Giáo huấn ha ha, Giang Nghịch Lưu nở nụ cười, mà lại cười đến rất là rực rỡ, hắn bình tĩnh nói ra, không cần ngươi xuất thủ, lần này đi thiên quân mộ, ta nhất định chém giết hắn. Lần này ta để Giang Hoài vụng trộm điều tập 300 tên thiết huyết vệ, còn để cho người ta truyền lời đưa tiền ra chiến ra, đoán chừng không được bao lâu tiền vạn quán cùng chiến vô song sẽ tiếp vào gia tộc bọn họ mệnh lệnh, không phải lẫn vào việc này. Hắc hắc, lần này ta sẽ đích thân xuất thủ, đem cái này tạp toái chém thành muôn mảnh. Người tự mình triệu tập trấn Tây quân tinh nhuệ còn muốn hôn tự xuất thủ. Trường tôn vô kỵ run lên, thiên quân mộ 50 năm mở ra một lần, bên trong bảo vật rất là mê người, nhưng giống như giang nghịch lưu trưởng tôn vô kỵ loại này cấp bậc công tử, bình thường tình huống là tuyệt đối sẽ không đi vào tầm bảo dù sao thiên quân mộ tài tam quốc chỗ giao giới đến lúc đó ngư long hỗn tạp tăng thêm bên trong cấm chế đông đảo ai cũng không thể cam đoan an toàn của bọn hắn bọn hắn đã là thiên tài học viên không cần tham gia huyết luyện tấn cấp bảo vật gia tộc của bọn hắn cũng không thiếu giang nghịch lưu bây giờ không có tất yếu đặt mình vào nguy hiểm giống như trưởng tôn vô kỵ liền không có báo danh tham gia huyết luyện trưởng tôn vô kỵ gặp giang nghịch lưu thần sắc kiên định trong con ngươi quang mang lóe lên rất nhanh nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt dò hỏi cái này Giang giật là thân phận gì chẳng lẽ là nhà các ngươi tử địch. Giang nghịch lưu khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, khẽ cười nói, ha ha, không phải tử địch, ngược lại. Trên người hắn chảy giống như ta huyết, hắn là y phiêu phiêu tiện nhân kia nhi tử. Ba, trường tôn vô kỵ vừa mới bưng chén lên, tay run một cái cái chén rớt xuống đất trên bảng, chia năm xẻ bảy, mùi thơm ngát nước trà giải đầy một chỗ. Tin tức xác định, Trường Tôn Vô Kỵ mắt hổ bên trong đều là hàn ý, chừng chừng nhìn chằm chằm Giang Nghịch Lưu chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhìn thấy Giang Nghịch Lưu sau khi gật đầu, hắn đột nhiên trong tay nguyên lực lấp lánh, đối bên cạnh thị nữ đầu đột nhiên vỗ xuống, rất nhanh thân thể lại lóe lên lại hướng một tên khác thị nữ vỗ tới. Phanh phanh, hai tên mỹ mạo thị nữ cũng không có nửa điểm chiến lực, nhẹ nhóm bị Trường Tôn Vô Kỵ chém giết, Giang Nghịch Lưu thần sắc không có nửa điểm ba độc, chỉ là có chút tiếc hận thở dài, "Vô Kỵ, ngươi làm gì hai người này thế nhưng làm miu nữ?" bỏ ra ta không ít tử kim đâu. Nghịch lưu người quá bất cẩn, trường tôn vô kỵ giết hai người, trên mặt nhìn không ra nửa điểm dị thường, hắn cầm khăn tay xoa xoa vết máu trên tay, lúc này mới lạnh giọng nói ra, vạn nhất ở trong đó một người, là vương gia an bài người đâu. a à, Giang nghịch lưu thân thể chấn động, rất nhanh tán đồng nói, là ta chủ quan, nếu là việc này bị phụ vương biết rõ liền phiền toái. Giang giật lại là tiện nhân kia nhi tử, trường tôn vô kỵ lấy ra một cái cái chén một lần nữa rót một ly trà, uống một ngụm áp chế trong lòng kinh ý trầm ngâm, đối với Giang Nghịch Lưu đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho hắn biết, hắn nửa điểm không kỳ quái. Bởi vì Giang Nghịch Lưu mẫu thân là hắn cô cô, tự trong chuyện này trường tôn ra tuyệt đối duy trì Giang Nghịch Lưu xử lý Giang Dật Trấn Tây Vương không cần hai cái thế tử. Trường tôn vô kỵ rất nhanh nghĩ thông suốt sự tình, hắn nhanh chóng nói ra, 300 người không đủ, lại để cho Giang Hoài điều 300 người, lần này ta và ngươi cùng đi, ta cũng mang ít người bảo đảm vạn vô nhất thất. Giống như, có thể nói không cần đi thiên quân mộ, ở nửa đường chúng ta liền xuống tay, giang giật sống lâu một ngày đối người uy hiếp càng lớn, vạn nhất vương ra biết rõ, về sau ai kế thừa trấn Tây Vương chi vị, còn chưa nhất định đâu. Thiên quân mộ huyết luyện rất báo tường tên kết thúc, học viện định tại 3 ngày sau lên đường, tề viện trưởng cùng hai vị phó viện trưởng dẫn đội, lần này mặc dù rất là nguy hiểm, nhưng là người báo danh cao tới hơn một ngàn người, mà lại thiên tài học viên bên trong lại còn có hơn 10 người báo danh tham gia có thể thấy được thiên quân trong mộ bảo vật đối các học viên sức hấp dẫn chi đại, dù sao vì kia thế nhưng là ba vạn năm trước vô địch thiên hạ trí cường giả, hắn thu thập bảo vật rất rất nhiều, nếu là vận khí tốt đạt được một kiện thiên giai thần binh, hoặc là một bản thiên giai võ kỹ, coi như mình không cần đến chuyển bán ra ngoài cũng là giá trên trời. Lão đại, người thật không cân nhắc rời khỏi huyết luyện. Tiền vạn quán biết được tin tức về sau, tâm tình chìm đến đáy cốc, giang nghịch lưu trưởng tôn vô kỵ rõ ràng sông giang giật đi, nếu không hai người vạn kim thân thể làm sao lại đặt mình vào nguy hiểm. Đừng lo lắng, vạn quán, giang giật trên mặt một mảnh phong khinh vân đạm, vỗ vỗ tiền vạn quán bả vai nói, người cái này mấy ngày cho ta rất nhiều thiên quân mộ tư liệu, ta xem thoáng cái, kỳ thật lần này tính nguy hiểm cũng không cao. Người cũng biết thiên quân mộ tại một cái kỳ dị trong không gian, bên trong địa hình rắc rối phức tạp, coi như giang nghịch lưu mang một ngàn người đi vào cũng không nhất định có thể tìm tới ta. Mà lại bên trong khắp nơi đều là cấm chế, rất nhiều cấm chế có thể đem người ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài, coi như vạn nhất gặp được nguy hiểm ta cũng không phải không có cơ hội trốn. Một cái võ giả, cũng nên kinh lịch sinh tử đại chiến mới có thể nhanh chóng trưởng thành, nói không chừng lần này thiên quân mộ chuyến đi, có thể làm cho ta cởi kén hóa bướm cũng khó nói. Tốt a, à, lão đại ngươi đã xác định, ta cũng không nhiều lời. Tiền vạn quán không còn khuyên nhiều, cái kia xong mắt nhỏ híp lại, thật dài thở dài nói, ta sẽ để cho gia tộc phái ra năm tên tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh âm thầm bảo hộ ngươi, có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài, tự xem ngươi vận khí. chương 103, Vân Phỉ Công Chúa, Giang giật cố chấp muốn tham gia thiên quân mộ huyết luyện, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn muốn tăng lên học viên đẳng cấp. Tô Như Tuyết nói rõ giống như không phải tinh anh học viên, lưu đại sư cửa sân đều không được, hắn bức thiết hy vọng nhanh chóng chữa khỏi Giang Tiểu Nô, tại cùng Giang Vân Hải cao chạy xa bay tìm một cái thế ngoại tốn nguyên ẩn cư tiềm tu, lần này huyết luyện tự nhiên không muốn từ bỏ. Giang Nghịch Lưu nếu biết thân phận của hắn, sớm muộn sẽ phái người động thủ ở trong học viện chưa hẳn liền là an toàn cùng hắn ở trong học viện chờ chết không bằng ra ngoài thử thời vận vạn nhất qua huyết luyện hắn liền là phổ thông học viên trở lại học viện hắn tại khiêu chiến năm tên tinh anh học viện vậy liền có thể trực tiếp tấn cấp làm tinh anh học viên về thời gian liêu đại sư cũng kém không nhiều sắp trở về rồi đương nhiên hắn đi tham gia huyết luyện còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu cái kia chính là sát lục chân ý hắn tìm hiểu hơn hai tháng cái này sát lục chân ý sờ không tới nửa điểm đầu mối, hắn muốn đi thiên quân trong mộ thử thời vận, có lẽ chỉ có trong chiến đấu, cái này sát lục chân ý mới có thể trong lúc vô tình phóng thích, mới có cơ hội nắm giữ. Giang nghịch lưu như một thanh lợi kiếm đặt ở trên đầu của hắn, hắn bức thiết cần tăng thực lực lên, nhưng hắn không có quá nhiều thời gian, chỉ có thể bí quá hóa liều. Còn như sinh tử, hắn đã sớm không để ý, khi còn bé Giang Vân Hải dạy bảo một câu nói của hắn hắn một mực khác trong tâm khảm. Một cái võ giả nếu như không có không sợ chi tâm, hắn sẽ vĩnh viễn không thể trở thành cường giả, không có cường đại nội tâm, như thế nào để thế giới tại chân ngươi hạ run dày. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trời còn chưa sáng, sở hữu tham gia huyết luyện học viên đều dậy thật sớm, hướng nam đại ngoài cửa quảng trường tụ tập mà đi. Giang giật cũng dậy rất sớm, hắn rửa mặt hoàn tất lại ngoài ý muốn nhìn thấy tiền vạn quán đứng ở ngoài cửa, hắn mỉm cười, đi ra ngoài vỗ vỗ tiền vạn quán bả vai nói, lão tiền, đừng tiến nữa, trở về ngủ tiếp đi. Hắc hắc, lão đại, ta cũng không phải đến tiến ngươi. Tiền vạn quán trên mặt mập phì thịt lay động, cười nói, ở trong học viện buồn bực đến hoảng, ta cùng tô đạo sư xin nghỉ, chuẩn bị trở về gia tộc một chuyến, thuận đường cùng ngươi đi thiên quân mộ. Thiên quân mộ tại phía tây nam, vương đô tại tây bắc A. Giang giật mơ hồ nháy nháy mắt, rất nhanh tỉnh ngộ lại, tình cảm tiền vạn quán không yên lòng hắn, chuẩn bị tiến hắn đi thiên quân mộ, có hắn tương bồi trên đường giang nghịch lưu muốn động thủ cũng phải ước lượng điểm. Nhìn xem tiền vạn quán trương này tròn vo mặt, kia cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ hèn hạ dáng vẻ, giang giật rất là cảm động, không hề nói gì vỗ vỗ tiền vạn quán bả vai, đi ra phía ngoài. Có nhiều thứ, giang giật không nguyện ý treo ở bên miệng, quen thuộc để ở trong lòng. Mặc kệ tiền vạn quán là thật tâm, vẫn là vẫn như cố coi hắn là thành một kiện đầu cơ kiếm lợi thương phẩm, giờ khắc này hắn đều nguyện ý đem tiền vạn quán xem như huynh đệ, cả đời huynh đệ. Hai người mới vừa đi ra viện tử không bao xa, nơi xa đi tới hai thân ảnh, tiền vạn quán đôi mắt sáng lên, thật xa tự hô, vô song đại ca, lâm nhi tiểu thư. Chiến vô song cùng chiến lâm nhi bước nhanh đi tới, cái sau vẫn là mang theo hắc xa, một đôi chân trâu đôi mắt chừng chừng nhìn qua giang giật, thân thiết kêu lên, giang giật ca ca. Giang giật mỉm cười gật đầu, tiểu mập mạp bị chiến lâm nhi coi thường một mặt ủy khuất, chiến vô song mỉm cười cười nói giang giật đi thôi trên đường ngươi cùng ta cùng đi tiền vạn quán ngươi không phải không tham gia huyết luyện sao trở về đi giang giật đi theo ta trên đường rất an toàn tiền vạn quán cười tủm tìm nói ra hắc hắc ta đã xin nghỉ thuận tiện cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa đùa bất quá ta chỉ có thể ở thiên quân mộ bên ngoài chờ các ngươi trở về a à, chiến vô song có chút ngoài ý muốn liếc mắt tiền vạn quán một chút đột nhiên đưa tay tại trên bả vai hắn vỗ nói hảo tiểu tử không tệ đầy nghĩa khí đi Chiến vô song cái vỗ này để tiền vạn quán tâm hoa nộ phóng, hắn vẫn muốn kết giao chiến vô song nhưng không có tiến triển, chiến vô song xem như đã trải qua rồi tiếp nhận hắn. Dọc theo con đường này mấy người cùng đi, dùng năng lực của hắn chiến vô song không muốn nhận hắn người bạn này cũng khó khăn. Giang giật hướng hai người nhìn thoáng qua, mím môi một cái trong lòng không hiểu cảm động, bất quá không hề nói gì trầm mặc hướng Nam Việt đi ra ngoài. Rất nhanh bốn người đã tới Nam Việt, vừa xuất viện môn Giang giật liền thấy rất nhiều đạo ánh mắt khóa chặt hắn, hắn từng cái đảo qua, nhìn thấy rất nhiều người quen. Giang Hận Thủy, Liễu Hà, Cơ Thính Vũ, Giang Kỳ Lân, Trường Tôn Phi Hồ, Giang Nghịch Lưu. Mà lại đám người này vậy mà đứng tại một đoàn, phụ cận còn vây quanh mấy chục người, rõ ràng dùng Giang Nghịch Lưu cùng bên cạnh hắn một cái hắc bào công tử làm trung tâm. Giang giật coi thường Giang Hận Thủy cùng Liễu Hà hai người ánh mắt phức tạp, ánh mắt tại Cơ Thính Vũ sắc mặt đảo qua, khe khẽ thở dài. Mặc dù nàng cùng một nữ tử độc lập một bên, thần sắc đạm mạc, tựa hồ cùng Giang Nghịch Lưu bọn người phân biệt rõ ràng. Nhưng nàng đứng tại Giang Nghịch Lưu đám người này phụ cận, rõ ràng tại phóng thích một loại tín hiệu. Giang giật rất nhanh ánh mắt thu hồi, xa xa cùng Giang Nghịch Lưu liếc nhau, hai người từ đối phương trong ánh mắt đều thấy được sát ý, dạng như vậy tựa như hai cái sư tử vương ngõ hẹp gặp nhau, lẫn nhau dựng thẳng lên lông bầm, phóng xuất ra hung lệ khí tức. Giang giật, trường tôn vô kỳ ánh mắt cũng xa xa nhìn qua Giang giật, hung ác nham hiểm trong đôi mắt đều là hàn quang, không bằng hắn lực chú ý rất nhanh bị nam viện bên trong đi ra ba người hấp dẫn, trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên, một mặt như mộc xuân phong. Vân phỉ công chúa, trong đám người có người kinh hô lên, giang giật theo bản năng thu hồi ánh mắt cùng chiến vô song tiền vạn quán hướng sau lưng nhìn lại, xem xét phía dưới ba người con mắt đều sáng lên. Ba tên nữ tử chậm rãi đi tới, ba người mặc đều rất là nóng bỏng, nhất là ở giữa vị tiểu thư kia đều mặc màu đỏ bằng da váy ngắn, lộ ra một đoạn bắp đùi thon dài, dưới chân mặc trường hoa, thân trên thì mặc màu đỏ bó sát người giáp ra, đem ngạo nhân ngực triển lộ phát huy vô cùng tinh tế, còn lộ ra trơn nhẫn bụng dưới, cả người tràn đầy một gỗ dã dạ tính vẻ đẹp, đến cực điểm. Đây là một cái liêu nhân tiểu miêu A, giang giật âm thầm cảm khái, người này màu da thành khỏe mạnh màu lúa mì, xinh đẹp trong đôi mắt đều là dã dạ tính cùng không bị trói buộc, tựa hồ đang trêu chọc lấy ở đây mỗi một cái nam tử. Tốt cô nàng, chiến vô song cũng cảm khái, bên cạnh chiến lâm nhi lại cười lạnh, chiến vô song, Ngươi không phải như vậy như sao đi đem cái này vân phỉ công chúa cầm xuống, ta coi như đối ngươi chịu phục. Đúng đấy, là được, tiền vạn quán hô theo, vân phỉ công chúa năm nay mới 17 tuổi, thực lực tổng cộng đến từ phủ cảnh lục trọng. Còn có được thiên huyền quốc vô thuật, chỉ có nhân vật như vậy mới có thể xứng với vô song đại ca A. Chiến vô song bật cười lớn nói, nam nhi làm giết người, xây bất thế chi công, mỗi ngày nhi nữ tình trường có thể có cái gì tiền đồ giang giật ngươi đi đi, cô nàng này thích hợp ngươi. Bá bá bá, chiến vô song thanh âm tựa hồ có chút lớn, để cách đó không xa vân phỉ công chúa ba người nghe được, còn kinh động đến trưởng tôn vô kỵ bọn người. Vô số người hướng bên này quét tới, kia vân phỉ công chúa khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đùa cợt nhìn qua chiến vô song mở miệng yếu ớt nói, chiến vô song chiến thần nhất tộc truyền nhân thực lực làm sao thấp như vậy xem ra chiến thần nhất tộc cũng không có truyền thuyết bên trong mạnh như vậy mà. Chiến lâm nhi trong mắt tức giận lóe lên, đang muốn mở miệng chiến vô song lại khoát tay ngăn lại nàng, lại cười nói, phân Công Chúa, nếu không chúng ta đấu một trận ta như thua cho ngươi làm nô một năm, ngươi như thua ta cũng không cần ngươi thế nào, hôn ta cái này ra huynh đệ một cái như thế nào. chương 104, Hoa Tươi Cùng Phân Châu, soạt, toàn trường một mảnh xôn xao, chiến vô song vào học viện lúc mới tử phủ cảnh nhất trọng, mặc dù khiêu chiến thắng liên tiếp hai trận, nhưng mọi người đoán chừng thực lực của hắn cũng miễn cưỡng chỉ có tử phủ cảnh tam tứ trọng dáng vẻ, vậy mà khiêu chiến học viên xếp hạng thứ nhất vân phỉ cái này vân phỉ thế nhưng là không chỉ có thực lực đạt tới tử phủ cảnh lục trọng còn có được quỷ dị thiên huyền quốc vô thuật a tổng hợp chiến lực ít nhất nhưng so sánh tử phủ cảnh thất bát trọng võ giả mấu chốt nhất là hắn nếu là thắng muốn vân phỉ thân giang giật vô số người nhất thời hưng phấn lên trưởng tôn vô kỵ cùng giang nghịch lưu lại sắc mặt lạnh xuống chiến vô song đây là công nhiên đang đánh mặt của bọn hắn người nào không biết trưởng tôn vô kỵ truy cầu vân phỉ công chúa hai năm thân hắn một cái Vân phỉ công chúa cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, vị công tử này lớn lên so ngươi khôi ngô nhiều, thân hắn cũng không thiệt thòi, bất quá ngươi dạng này nô lệ bản công chúa muốn tới làm gì dùng không bằng ngươi thua, trước mặt mọi người hôn ta người thị nữ này cước như thế nào. Ha ha, toàn trường lần nữa hò hét ẩm ý, như thế kình bạo tràng diện, thế nhưng là nhiều năm không thấy. Uy, đột nhiên, một đạo yếu ớt thanh âm vang lên hấp dẫn chú ý của mọi người, giang giật mở miệng nói, ta nói hai vị, các người đánh tựu đánh đi, đừng đem ta liên lụy vào được không muốn hôn ta cũng nên hỏi một chút ta người trong cuộc này có nguyện ý hay không a à. Bịch, tiền vạn quán mấy người mắt trợn trắng lên, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất không dậy nổi. Vân phỉ công chúa làm trong học viện xếp hạng đệ nhị mỹ nhân, thiên huyền quốc công chủ. Giang giật lại không nguyện ý âu yếm có như thế chuyện tốt người bình thường khẳng định mừng thầm cũng không kịp, hắn lại vẫn lên tiếng cự tuyệt. Giang giật nhìn lướt qua chiến vô song, lại liếc mắt nhìn vân phỉ công chúa, lắc đầu thở dài, ta nói các ngươi hay vị, rõ ràng là lẫn nhau xem vừa ý, lại vẫn cứ muốn đấu đến đấu đi, dạng này có ý tứ sao lập tức sẽ xuất phát, các ngươi đi cái nào quyết đấu đi trong xe ngựa trên giường sao. Xa xa xa, đúng lúc này, nam viện cửa ra vào truyền đến một trận tiếng bước chân, chiến vô song cùng vân phỉ vừa muốn nói gì, quay đầu nhìn một cái toàn bộ trầm mặc chỉ là lẫn nhau hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một chút, vân phỉ công chúa còn cố ý bay giang giật một chút, trong con người đều là chọc người chi sắc, thấy giang giật hổ khu chấn động, lần này tới chính là học viện đạo sư hộ vệ đội còn có ba vị viện trưởng phía trước rõ ràng là tề viện trưởng giang giật con ngươi sáng lên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc tôi như tuyết thế mà tại trong đội ngũ tề viện trưởng tới mọi người không dám la lối nữa các vị đạo sư nhanh chóng kiểm kê nhân số xác định tham gia huyết luyện đều tới tề viện trưởng vung tay lên nói hạ sơn linh thú thành cửa thành phía tây bên ngoài tập hợp lên đường đi vạn long cốc đại bộ đội xuất phát một đám người có thứ tự nhanh chóng hướng linh thú thành chạy đi, mặc dù thực lực có mạnh có yếu, nhưng hạ sơn tốc độ đều rất nhanh, chỉ là hai canh giờ đại bộ đội đã tới linh thú thành bên ngoài. Linh thú thành tây môn bên ngoài, đã sớm đậu đầy lập tức xe, linh thú sơn học viện liền là khí phái, xe ngựa này đều là đồng phục xe ngựa sang trọng, liếc nhìn lại đen nghịt ít nhất hơn 300 chiếc. Năm tên học viên một chiếc xe ngựa, hộ vệ đội trước sau vào chỗ, chư vị đạo sư riêng phần mình đề phòng. Tề viện trưởng phân phó một tiếng, còn lại hai tên viện trưởng bắt đầu an bài hộ vệ công việc, lần này huyết luyện học viên bên trong không chỉ có học viện thiên tài tinh anh, còn có rất nhiều thân phận tôn quý công tử tiểu thư. Trên đường nếu là ra nhiễu loạn, vậy sẽ gây nên cực lớn oanh động. Giang giật cùng chiến vô song chiến lâm nhi tiền vạn quán bốn người tiến vào một cái xe ngựa, trong này có hai vị công tử nhà giàu, tự nhiên không ai dám chủ động đụng lên đến, đạo sư thấy được cũng không nói. Giang giật nhìn thấy tô như tuyết cùng mấy tên nữ đạo sư tiến vào trước mặt bọn họ xe ngựa, không hiểu nội tâm ấm áp. Tô như tuyết mặc dù không nói nửa câu, nhưng một mực tại lặng yên trợ giúp hắn, có nàng tại phụ cận Giang nghịch lưu muốn động thủ khẳng định phải ước lượng ta. Để Giang giật có chút buồn bực là, hắn theo đến linh thú thành bên ngoài, đến xe ngựa lên đường về phía tây bên cạnh chạy mà đi, Giang Vân Hải một mực không có lộ mặt qua. Giống như không phải tiền vạn quán cam đoan Giang Vân Hải không có nửa điểm sự tình, trả lại hắn đưa tới một chút địa nguyên đan, giang giật đều cho là hắn xảy ra chuyện. Hơn 300 cỗ xe ngựa tại vô số người nhìn chăm chú bên trong trùng trùng điệp điệp tiến lên, phung lên một mảnh bụi mù, rất nhanh biến mất ở phía xa trên đường chân trời, linh thú thành bên ngoài người xem dân chúng, lúc này mới top 5 top 3 hưng phấn nghị luận không ngớt hướng thành nội đi đến. Đám người tán đi, một tên chống quải trượng khập khánh lão giả tóc trắng lúc này mới theo tường thành trong góc đi ra, hắn rất nhanh tiến vào một chiếc xe ngựa, nhanh chóng đi theo phía trước đại bộ đội mà đi. Linh Thú Sơn học viện tại thần võ quốc phương Nam, Vạn Long cốc tại thần võ quốc phía Tây Nam. Lộ trình cũng không xa, bất quá bởi vì đội xe quá nhiều người, còn có không ít nữ học viên nữ đạo sư, ba bữa cơm cùng ban đêm đều muốn dừng lại đi ăn cơm hạ trại dừng chân, sở dĩ lần này đi Vạn Long cốc ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng, không có gì bất ngờ xảy ra có thể tại thiên quân mộ mở ra hai ngày trước đến. Xe ngựa rất xa hoa cũng rất rộng rãi, đừng nói bốn người coi như bảy tám cái cũng ngồi dưới, Giang giật lên xe ngựa tùy ý nói chuyện tào lao vài câu tựu ngồi xuống tu luyện. Lần này đi thiên quân trong mộ nguy hiểm trùng điệp, còn có hơn 10 ngày, giống như có thể đem cảnh giới tăng lên tới chú đỉnh thất trọng, hắn có thể còn sống ra tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Chiến vô song cùng chiến lâm nhi cũng tuần tự bế quan, đem vốn muốn cùng chiến vô song kéo kéo quan hệ tiền vạn quán phiền muộn đến thổ huyết, cái này đường đi tịch mịch hắn từ trước vô tâm tu luyện, thời gian nửa tháng một mình hắn làm sao sống rất nhanh tiền vạn quán đôi mắt nhất chuyển nhảy xuống lập tức xe, chui vào một cái khác xe ngựa, xe ngựa kia bên trong đều là tiền ra người, hắn ở bên trong thản nhiên bắt đầu nằm ngáy o o. Lão đại, vô song đại ca, lâm nhi muội tử, ăn cơm. Tại giữa trưa đội xe ngừng lại, hộ vệ đội bắt đầu chia phát khô lương, tiền vạn quán nhưng lại không biết làm sao làm, để cho người ta vụng trộm mạc mạc đưa tới một bàn rượu ngon thức ăn ngon, để chiến vô song cùng chiến lâm nhi cảm thấy ngạc nhiên. Khác đừng kỳ quái, tiểu tử này thần thông quảng đại đây. Giang giật ngược lại là quen thuộc, tiền vạn quán biết hưởng thụ nhất, để hắn quát thanh thủy ăn lương khô so giết hắn còn khó chịu hơn. Bốn người vây quanh ở xe ngựa bàn nhỏ bên cạnh liền muốn thúc đẩy, Giang giật đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, vạn quán, người đi mời tô đạo sư tới cùng một chỗ ăn. Tiền vạn quán mắt trợn trắng lên nói, muốn mời người đi mời, ta không có như thế lớn mặt mũi. Tô đạo sư là vị kia đẹp đặc biệt tô như tuyết đạo sư sao ta rất thích khí chất của nàng nha. Chiến Lâm Nhi hai mắt sáng lên, lập tức hưng phấn nói ra, Giang giật ca ca nhanh đi mời đi theo cùng một chỗ ăn. Giang giật sờ lên cái mũi, ngựa ngùng đứng dậy đi ra phía ngoài, tìm tới tô như tuyết chỗ chiếc xe ngựa kia, gõ gõ cửa sổ xe nói ra tô đạo sư có đây không. Màn xe rất nhanh bị mở ra, tô như tuyết tấm kia lãnh diễm mặt lộ ra, nàng bốn phía quét qua, ngưng trọng nhìn qua Giang giật nói thế nào có biến. Không có tình huống, Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, chỉ chỉ chính mình sở tại xe ngựa, nói ra tiền vạn quán làm một chút đồ tốt, cùng một chỗ ăn đi, cái này 10 ngày nửa tháng ăn lương khô thân thể không thể được. Tô như tuyết trợn nhìn Giang giật một chút trần chờ Giang giật vội vàng khuyên nói ra, đi thôi, đều là người một nhà, có cái gì tốt thẹn thùng. Ai cùng ngươi là người một nhà, tô như tuyết lông mày dựng lên cả giận nói, bất qua thân thể nhưng từ xe ngựa bị nhảy ra ngoài, không nói một lời hướng Giang giật xe ngựa đi đến. Giang giật nhếch miệng cười một tiếng vội vàng đi theo, ân cần cho tô như tuyết vén rèm xe. Ây, rất nhiều ngồi tại ngoài xe ngựa thông khí các học viên, thấy cảnh này toàn bộ đầy mắt kinh ngạc, đoán này xinh đẹp tuyết liên hoa chẳng lẽ bị giang giật cái này ký danh học viên cho tháo xuống đây là hoa tươi muốn cắm trên bãi cứt châu tiết tấu. chương 105, nhất định muốn sống sót, ầm, um, một bên khác, một cỗ xa hoa trong xe ngựa ngồi giang nghịch lưu nghe được tộc nhân đưa tin, lập tức nổi giận cầm trong tay chén giả dạ quang đập xuống trên mặt đất, trong đôi mắt đều là hận ý. Nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, tôi như tuyết người cái này tiểu tiện nhân, bản thế từ cái nào điểm so ra kém giang giật cái kia dã chủng ngươi vậy mà cùng hắn thông đồng cùng một chỗ tiện nhân, tiện nhân. Nghịch lưu, ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên một đạo quát khẽ âm thanh, đem Giang nghịch lưu giật mình tỉnh lại, một bóng người màu đen vén rèm mà tiến, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua giang nghịch lưu, hạ giọng nói, kể bên này thế nhưng là có ba vị thần du cường giả, ngươi không thể nhỏ tâm điểm lời này nếu là cho tề viện trưởng nghe được, chính ngươi ngẫm lại hậu quả. Giang nghịch lưu thân thể chấn động tỉnh táo lại, vội vàng quay kiếm xe xuống rẻm bốn phía xem xét, lúc này mới hạ giọng nói ra, vô kỵ, sự tình an bài chỗ thế nào. Trường tôn vô kỵ khóe miệng lộ ra một vòng lãnh ý, u nhiên cười nói, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm yên tâm đi, ba ngày sau ngươi chờ xem kịch vui đi. Giang nghịch lưu nhẹ gật đầu, trưởng tôn vô kỵ từ trước làm việc can đảm cẩn trọng, có hắn an bài tự nhiên không có vấn đề. Không bằng hắn vẫn còn có chút trần chờ hỏi, lần này nhưng có ba vị phó viện trưởng một đường hộ tống, còn có chiến vô song cùng tiền vạn quán tô như tuyết hầu ở giang giật cái kia tạp vái bên người, nhưng chớ đem sự tình làm lớn chuyện. Ha ha, trường tôn vô kỵ không thèm để ý chút nào cười nói, chiến ra tới một tên thần du cường giả hộ vệ, tiền ra cũng có một tên thần du cảnh hộ vệ âm thầm theo dõi. Đến lúc đó hỗn loạn cùng một chỗ, bọn hắn tuyệt đối cái gì đều mặc kệ, trước tiên dẫn đầu nhà bọn hắn thiếu tộc trưởng đi an toàn địa phương, còn như tô như tuyết. Nữ nhân này đã ngươi không chiếm được, tự hủy đi đi. Hủy đi, Giang nghịch lưu lắc đầu nói, như thế tuyệt sắc mỹ nhân hủy đi thật là đáng tiếc, vẫn là giữ đi, ta chơi xong sau lại ngược sát không muộn. Tốt ha, à, trưởng tôn vô kỷ bất đắc dĩ thở dài, quay đầu hỏi, chấn tây quân bên kia thế nào còn có 300 thiết huyết vệ điều đến không có nếu có thể điều 600 thiết huyết vệ, coi như lần này xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng cam đoan tiến vào thiên quân mộ để Giang giật chết không có chỗ chôn Vấn đề không lớn, Giang nghịch lưu trầm tự gật đầu nói, Giang hoài một mực rất nghe lời của ta, phụ vương giờ phút này lại đi vương thành, giang hoài không dám ngỗ nghịch của ta. Được rồi, cái này mấy ngày ngươi kiên nhẫn một chút, khác đừng xúc động làm loạn, để cho người ta đem lòng sinh nghi. Trường tôn vô kỵ gật đầu, đứng dậy đi ra phía ngoài, giang nghịch lưu mắt tiến hắn rời đi, ở trên xe ngựa ngồi thật lâu mới cười lạnh, giang giật, người không chết, ta đi ngủ đều ngủ không an ổn, sở dĩ. Người vẫn phải chết tốt, sau đó hai ngày, một đường gió êm sóng lặng, để giang nghịch lưu hận đến răng trực dương dương chính là, Tô Như Tuyết mỗi lần đi ăn cơm đều sẽ đi giang giật trong xe ngựa, nhiều lần ở bên trong ngồi xuống liền là nửa canh giờ. Hắn trước kia mời Tô Như Tuyết nhiều lần nhưng không có một lần đến dự, cái này khiến nội tâm của hắn giận dữ không thôi, kém chút nhịn không được trực tiếp xuất thủ giết chết giang giật. Giang giật mỗi ngày trừ ăn ra ngủ đều là tu luyện, mà lại mỗi ngày chỉ ngủ ba canh giờ, tu luyện chi chăm chỉ để chiến vô song cũng vì đó hổ thẹn. Ngày thứ ba trạng vạng tối, Giang giật xem chừng lại đến ăn cơm chiều thời gian, đình chỉ tu luyện, hắn bốn phía quét qua cũng không có nhìn thấy tiền vạn quán thân ảnh, bàn nhỏ bên trên cũng không có bày ra mỹ vị món ngon, có chút kỳ quái cùng chiến vô song hỏi, tình huống như thế nào. Người xem bên ngoài, chiến vô song trong tay bưng một chén rượu ngon, lạnh nhạt nói. Giang giật vén rèm xe, phát hiện bên ngoài tia sáng rất là ảm đạm, đưa mắt nhìn một cái hắn nhìn thấy hai bên đều là dốc đứng vách đá, đội xe ngay tại một đầu hẹp dài trưởng trong cốc ghé qua, sơn cốc này rất là nhỏ hẹp, chỉ có thể bốn năm cỗ xe ngựa đồng thời ghé qua. Đây là đoạn hồn cốc, trên đại lục rất nổi danh, năm đó đại hạ quốc tiến công thần võ quốc, thông qua cái này đoạn hồn cốc thời điểm bị trấn Tây Vương mai phục, 50 vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt, nơi này mai táng mấy chục vạn đại quân u hồn, sở dĩ có kết thúc hồn cốc danh xưng. Đợi chút đi, chỉ ít còn có nửa canh giờ mới có thể thông qua hẻm núi tìm địa phương hạ trại, cơm tối hôm nay muốn chỉ hoãn. Chiến vô xong, người nói những này làm gì muốn ngủ chết người sao bên cạnh chiến lâm nhi bất mãn, nâng lên nắm đấm đối chiến vô song bả vai liền là một quyền. Nha, đối với chiến lâm nhi ngang ngược, giang giật ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng nhìn ra chiến lâm nhi đối chiến vô song tựa hồ rất là bất mãn, một điểm không có muội muội đối ca ca thân mật, ngược lại chiến vô song đối nàng đủ kiểu giữ gìn, yêu thương phải phép. Bất quá đây là nhân ra việc nhà, chiến vô song không nói giang giật cũng không tốt hỏi nhiều. Hắn lông mày nhân, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn bản năng cảm giác được một tia không đúng, nhưng lại nói không nên lời một cái nguyên cớ, đành phải xếp bằng ở trong xe ngựa yên lặng theo dõi kỳ biến. Chưa tới nửa giờ sau, sắc trời hoàn toàn tối xuống, trước mặt đội xe đã lái ra khỏi hẻm núi, chỉ còn lại 4-50 cỗ xe ngựa còn tại ghé qua. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng không hay xảy ra kêu to, ngầm trộm nghe đến ba tiếng quái thú trường hào thanh, ba cô cường đại hung lệ khí tức bao phủ hẻm núi phụ cận, đội xe trong nháy mắt loạn, hẻm núi bên ngoài càng là loạn thành một đoàn hỏng bét tất cả mọi người khác đừng kinh hoàng chỉ là ba con yêu thú mà thôi hộ vệ đội cùng đám đạo sư bảo vệ tốt học viên liếu viện trưởng tới hỗ trợ tề viện trưởng quát lớn tiếng vang lên để các học viên có chút định ra đến tề viện trưởng cùng hai vị viện trưởng đều là thần du cảnh cường giả nơi này cũng không phải tam vạn đại sơn tuyệt đối sẽ không xuất hiện quá mạnh yêu thú ba vị viện trưởng ứng phó dư xài a à nếu không tề viện trưởng cũng sớm sẽ để cho mọi người rút lui tới giang giật cùng chiến vô song liếc nhau hai người trong mắt đều là ngưng trọng, một đạo viên cầu thân ảnh cũng nhanh chóng tiến vào xe ngựa, trầm giọng nói ra, lão đại, phiền toái. Kề bên này mặc dù có một tòa sơn mạch nhưng khoảng cách rất xa, dãy núi chỗ sâu duy nhất mấy cái tam gia yêu thú càng như thế trùng hợp ra cái này trong đó tuyệt đối có trá. Ta vốn cho là trên đường có thể viện trưởng bọn hắn tại, trên đường không có nguy hiểm, sở so dĩ để gia tộc phái năm tên tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh đi thiên quân mộ bên ngoài chờ đợi, bên cạnh ta không có bất kỳ người nào tay có thể bảo hộ ngươi, Giang giật trầm ngâm một phen, mở miệng hỏi, chẳng lẽ các ngươi cũng không có người bảo hộ. Chiến vô song cùng tiền vạn quán liếc nhau, cái sau cười khổ nói, có. Bất quá kia là ám vệ, sẽ chỉ ở thời điểm mấu chốt bảo hộ ta rời đi, ta căn bản điều động không được, chiến vô song ra cũng thế. Chiến vô song gật đầu nói, đúng vậy, gia tộc ám vệ chỉ phụ trách chúng ta an toàn, còn lại sự tình hết thảy mặc kệ. Tốt, các ngươi an toàn là được, đừng lo lắng ta, bọn hắn giết ta không được. Giang giật lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên vận chuyển nguyên lực thân thể hướng ngoài xe ngựa bắn tới, tại tiền vạn quán cùng chiến vô song không có kịp phản ứng trước đó ẩn vào hắc ám bên trong. Lão đại, tiền vạn quán lo lắng vạn phần, thân thể lăn một vòng nhảy xuống xe ngựa liền muốn hướng Giang giật đuổi theo, không ngờ bên cạnh một đạo u hồn thân ảnh xuất hiện, một phát bắt được bờ vai của hắn trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, mỗi lần xuất thủ chính là tử thần đích nhân, mà lại tình huống đặc biệt hỗn loạn, ta còn là trước mang ngươi tạm thời rời đi đi. Hill. Một bên khác, một tên hắc y lão giả cũng lặng yên xuất hiện, đi vào xe ngựa phụ cận đối chiến vô song ôm quyền nói, thiếu chủ, tiểu thư, mời đi theo thuộc hạ tạm thi hành rút lui. Tiền vạn quán cùng chiến vô song khe khẽ thở dài, hai người đều đoán được tình huống khẳng định đặc biệt nghiêm trọng, nếu không hai nhà ám vệ sẽ không như thế mau ra hiện, còn cưỡng ép muốn dẫn bọn hắn rời đi, cái này ám vệ ngoại trừ ra chủ mệnh lệnh bên ngoài ai cũng không nghe. Lão đại, nhất định muốn sống sót, tiền vạn quán thì thào một tiếng, bất đắc dĩ theo bọn hắn ra cường giả hướng về sau mới thối lui. Bóng đêm càng ngày càng đậm, một cỗ nhàn nhạt sát khí lặng yên tại trong hạp cốc tràn ngập, đem rất nhiều chiến mã đều cả kinh không ngừng hí giải không thôi. chương 106, Xuyên Sơn Thử, Giang giật đoán không sai, ngay tại Xuyên Sơn Thử xuất hiện một khắc này, có 10 đạo thân ảnh lặng yên lợi dụng dây thừng, mượn bóng đêm che giấu theo trên vách đá dựng đứng bay vọt mà xuống. Trên người bọn họ lại đều mặc học viện hộ vệ đội màu đen võ sĩ bào, mông lung dưới bóng đêm nhìn cùng hộ vệ đội bọn họ không có gì khác nhau, 10 người này nhanh chóng tại trong hạp cốc ghé qua, thằng tắp hướng Giang giật trước kia cưỡi trong xe ngựa chạy đi, tựa hồ đã sớm biết Giang giật cưới cái nào cỗ xe ngựa. Rất nhanh mấy người tìm được Giang giật xe ngựa, vén lên cửa sổ xe xem xét bên trong lại không có một ai, một tên dẫn đầu nam nhân vung tay lên nói, tách ra tìm, trong vòng nửa canh giờ giống như tìm không thấy mục tiêu lập tức rút lui, nhớ kỹ mục tiêu có thể dịch dung, bất quá tại trong hạp cốc học viên bên trong, tuổi tác cùng mục tiêu không sai biệt lắm chú đỉnh cảnh lục trọng võ giả, hẳn là chỉ có mười mấy người, lúc khi tối hậu trọng yếu thà giết lầm, không muốn buông tha. Mười người lập tức chia làm hai tổ, một tổ hướng hẻm núi chỗ sâu đi đến, một tổ năm người thì hướng giang giật chạy trốn phương hướng phóng đi. Bởi vì bốn phía đều là đám người hỗn loạn, hẻm núi chỗ sâu không ngừng có đoạn hậu hộ vệ đội viên hướng xuyên sơn yêu chuột chạy đi, trong hạp quốc tia sáng vừa tối, mấy người ngược lại là không có gây nên bất luận người nào chú ý. Mấy người kia không hổ là chuyên nghiệp thích khách, không có như ong vỡ tổ đi cùng một chỗ chậm rãi kiểm tra, mà là bốn người nhanh chóng hướng phía trước bôn tàu, lưu lại một người chậm rãi thanh tra. Ngăn cách một đoạn lộ trình, lại lưu lại một người thanh tra một đoạn này, ba người khác tiếp tục nhanh chóng lao nhanh, tách ra kiểm tra. Sang giật giờ phút này đã tới cái kia xuyên sơn yêu chuột phụ cận, kia phụ cận học viên tương đối thừa thớt, bất quá còn có hơn 10 người nữ học viên bị dọa phát sợ, vậy mà ngồi xổm dưới đất nôn mửa, không lọt vào mắt đám đạo sư tiếng hét lớn. Cái này tố chất coi như thực lực mạnh hơn, thì có ích lợi gì? Giang giật u u thở dài, bốn phía nhìn một cái theo lặn thân trong xe ngựa chui ra, chuẩn bị vượt qua mọi người, lại xuyên qua phía trước chư vị đạo sư cùng xuyên sơn thử, hắn sẽ an toàn rất nhiều. Hưu, hậu phương đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, Giang giật ánh mắt quét qua, đơn giản thấy rõ ràng là hơn 10 người hộ vệ đội viên. Mười mấy người này hiển nhiên là phía sau hộ vệ đội trưởng phái tới hỗ trợ, đều là tử phủ cảnh cường giả, mặc dù trong hạp cốc tia sáng ảm đạm, bọn hắn lại hành tẩu như gió, bước chân thỉnh thoảng tại vách đá cùng xe ngựa trên mui xe bước qua, thật nhanh hướng bên này lướt đến. Ừ, Giang giật vốn định thừa dịp loạn đi theo hướng phía trước phóng đi, thân thể lại đột nhiên một trận, hắn nhìn thấy sau cùng một tên hộ vệ đội viên, ánh mắt thỉnh thoảng tại bốn phía đảo qua, mỗi một cái học viên đều không có rơi xuống, mà lại trong đôi mắt đều là lạnh ý. Hộ vệ đội người không chú ý xa xa chiến đấu, không nhìn cái kia thân thể khổng lồ xuyên sơn thử, xem xét mỗi một học viên làm gì. Thích khách, giang giật thân thể chấn động, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, giống như không phải hắn dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thị lực, như thế mở tối tia sáng hắn tuyệt đối không phát hiện được người này dị dạng cử động. Giống như giờ khắc này hắn thừa dịp loạn hướng phía trước chạy đi, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Hừ hừ, mặc kệ ngươi là thân phận gì, đã muốn giết ta, như vậy thì có chết giác ngộ đi. Giang giật khóe miệng lộ ra một vòng lạnh ý lặng yên vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi bên tai. Ánh mắt không còn quan tâm người này mà là nhìn về phía phía trước xuyên sơn thử. Hắn thân thể tiềm ẩn tại một chiếc xe ngựa về sau, toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ tại sau lưng hộ vệ đội thành viên trong tầm mắt. A à, nơi này có cái chú đỉnh cảnh lục trọng võ giả bộ dáng cùng mục tiêu không sai biệt lắm. Giang giật hắc sắc nguyên lực tăng phúc thính lực, thính lực thoáng cái trở nên cực kỳ khủng bố. Phán đoán của hắn hoàn toàn chính xác phía sau nhất tên kia hộ vệ đội thành viên, ánh mắt rất nhanh khóa chặt hắn, đôi mắt lập tức sáng lên, trong miệng nhẹ giọng thì thảo âm thanh lại để Giang giật nghe được nhất thanh nhị sở. Hưu, người kia thân thể nhanh chóng chạy tới, ánh mắt một mực khóa chặt Giang giật phía sau lưng, rời đi Giang giật mấy trượng khoảng cách thời điểm, khóe miệng của hắn lộ ra một tia tàn ý, thân thể lặng yên nhảy xuống ngựa xe, vô thanh vô tức hướng Giang giật phóng đi, một cái lợi chảo như u minh quỷ chảo hướng Giang giật phía sau lưng chụp tới. Chương 107, bí quá hóa liều. Hưu, cung tên lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp theo thích khách này bờ mông đâm vào, khoảng cách gần như thế, cái này cung tên uy lực phi thường hung tàn, trực tiếp bắn thủng người này toàn thân, cuối cùng đâm vào đầu, để hắn trong nháy mắt tử vong. Lão Tam, một tên khác thích khách cũng đang trốn tránh đá vụn, hắn đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió, còn có nguyên lực khí tức ba động bản năng giật mình. Ánh mắt của hắn đột nhiên hướng bên cạnh thích khách nhìn lại, lại nhìn thấy hắn đồng bạn con ngươi mở tròn vo, khóe miệng một ngụm máu tươi tràn ra, thân thể sụi lơ ngã xuống đất. Ầm, um, phía dưới mặt đất đột nhiên chấn động, bùn đất phun trào, một cái màu xanh dao găm đột nhiên đâm ra, đem ngã xuống đất tử vong thích khách thân thể quấy thành thịt nát. Một đạo máu me khắp người thân ảnh nổ bắn ra mà ra, kia màu xanh đoản kiếm mang theo đầy trời mưa máu hướng thích khách kia đánh tới. Giang giật vậy cũng là tiên huyết trên mặt, một đôi mắt bên trong tất cả đều là lạnh lẽo sát ý, như địa ngục ác ma, thấy thích khách kia toàn thân run lên. Chết, cứ việc giang giật nằm ngoài dự tính chui ra, mặc dù hắn thích khách này bị liên tiếp dị biến sợ ngây người, nhưng vẫn là trước tiên kịp phản ứng, một cái tay bên trên nguyên lực vờn quanh đối giang giật đầu hung hăng đánh tới có thể thấy được tử thần tổ chức thích khách chiến lược cỡ nào cường đại. Diệt thần nỏ, Giang giật gầm nhẹ, tay trái đột nhiên nâng lên, bên trong diệt thần nỏ sáng lên một đạo hắc quang, thích khách kia giật mình trong nháy mắt thu hồi nắm đấm thân thể lui nhanh. Người bị lừa rồi, Đồ con lợn, Giang giật khẽ cười một tiếng, thanh minh kiếm hóa thành đầy trời mưa tên đem người này bao phủ đi vào, kiếm kia mưa vừa mới triển khai lại đột một biến mất, thanh minh kiếm hóa thành một cái phi đao hướng người kia đâm tới, phúc phũ kiếm thức thứ ba thu ý tiêu sát phóng thích. Võ giả giao chiến, trọng yếu nhất liền là trưởng khống. Không chỉ có muốn trưởng khống địch nhân, còn muốn trưởng khống chính mình, thích khách này bị Giang giật liên tục biến chiêu, làm cho tâm thần bối rối, cũng không dám phản kích chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Phúc Phố kiếm thức thứ ba mưa thu tiêu sắt lấy là một mình ném một cái đấu pháp dùng nguyên lực vần quanh binh khí dùng nhất đại lực lượng cùng tốc độ bắn ra giống như chiêu này không thể gây tổn thương cho địch mất đi vũ khí sẽ mười phần bị động. Thích khách kia nhìn thấy Giang Giật bắn ra binh khí không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hai tay lóe lên liều mạng thụ thương cũng phải đem thanh minh kiếm đánh bay chỉ là hắn không biết Giang Giật chân thực sát chiêu cũng không phải là cái này mà là bạo nguyên trường một mực chưa từng có thả ra bạo nguyên trưởng đã sớm ngưng tụ Giang giật thân thể cùng trưởng kiếm nhất cho nổ bắn đi rất tránh mau rượu lấy làm hắc sắc nguyên lực bàn tay đột nhiên đối thích khách trùng điệp vỗ tới oanh một đạo ầm ầm nổ vang thích khách kia thân thể bị trong nháy mắt đánh bay bởi vì khoảng cách quá gần cái kia huyết nhục chi khu sao có thể tiếp nhận như thế cường đại bạo tạc phải biết Giang giật giờ phút này thực lực đã tiếp cận chú đỉnh cảnh thất trọng phối hợp hắc sắc nguyên lực cùng bạo nguyên trưởng tăng phúc uy lực có thể so với tử phủ cảnh tam trọng võ giả một kích toàn lực nếu như là bình thường, thích khách này căn bản không sợ tử phủ cảnh tam trọng công kích, có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi. Nhưng giờ phút này bị Giang giật đè lên đánh, trong lúc nhất thời làm sao có thể tránh thoát đi. a à, thích khách tiếng kêu thảm thiết, cùng phụ cận một tên ngồi xổm ở dưới mã xa nữ học viên tiếng thét chói tai vang lên, Giang giật thân thể tại trong huyết phủ tiến lên, một chân trên mặt đất thanh minh kiếm bên trên nhất câu, nhẹ nhõm bắt lấy thanh minh kiếm, thân thể như u hồn phóng đi, tại thích khách kia còn không có phản ứng trước đó dùng thanh minh kiếm đâm xuyên qua đối phương trái tim. Ừ, bên này như lớn nổ vang kinh động đến xa xa đạo sư cùng hộ vệ đội thành viên, bởi vì khoảng cách quá xa, bên kia chỉ có thể nhìn thấy hai cái mơ hồ bóng người, một tên nam đạo sư biến sắc, quát khẽ ta đi qua nhìn một chút, các người đánh giết cái này xuyên sơn thử. Xuyên sơn thử đèn đã cạn dầu, bất quá nói thế nào đều là nhị giai đỉnh phong yêu thú, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chư vị đạo sư không dám khinh thường, tiếp tục toàn lực công kích. Tiêu đạo sư, chúng ta cùng người cùng đi. Hai người nam đạo sư quát khẽ, cái kia nam đạo sư mắt sáng lên nhẹ gật đầu, ba người nhanh chóng hướng giang giật phương hướng phóng đi. Ta cũng đi nhìn xem, một đạo thanh linh thanh âm vang lên, một tên Mỹ lệ nữ đạo sư phi thân đuổi theo, tiêu đạo sư cùng hai gã khác đạo sư liếc nhau, ba người nhướng mày, tiêu đạo sư trần chờ nói, không cần A Tô đạo sư, hẳn là không cái đại sự gì một bộ váy trắng tô như tuyết vẫn không khỏi phân trần hướng giang giật bên kia chạy đi, kiệt tiêu đạo sư ba người chỉ có thể sắc mặt yên lặng đuổi theo. Chuyện gì xảy ra, rất nhanh bốn người đã tới giang giật phụ cận, kiệt tiêu đạo sư ánh mắt quét qua, quát lạnh, hai gã khác nam đạo sư ánh mắt thì khóa chặt máu me khắp người giang giật. Giết người, hắn giết hộ vệ đội người. Tên kia còn trốn ở một cỗ lật nghiêng dưới mã xa nữ học viên, chỉ vào Giang giật hoảng sợ kêu lên. Giang giật bị tạc đà thương, hắn đang ngồi ở trên mặt đất nuốt một viên thuốc chữa thương, nhìn thấy tô như tuyết bọn người đi tới, hắn đứng người lên theo trong góc đi tới xé toang trên mặt mặt nạ ra người, lạnh nhạt nói ra ta là giang giật, ký danh học viên, không có việc gì, có mấy cái tạp vái muốn giết ta, đã bị ta giết. Thật can đảm, vậy mà đánh giết hộ vệ đội muốn chết, tiêu đạo sư giận dữ, liền muốn hướng giang giật phóng đi, bên cạnh hai tên đạo sư trong mắt cũng lộ ra sát ý, binh khí trong tay nguyên lực quang mang lấp lánh, Tô Như Tuyết lại đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói: Tiêu đạo sư, người đây là không muốn mệnh dám vượt quyền đánh giết học viên, chẳng lẽ người có lòng tin đem ta cũng diệt khẩu? Tiêu đạo sư thân thể dừng ở nửa đường, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc chi sắc, quay đầu nhìn qua Tô Như Tuyết nói: Tô đạo sư, ngươi nói cái gì đó tên học viên này như thế phát rổ dám đánh giết hộ vệ đội, chẳng lẽ không phải ngay tại chỗ giết chết? Muốn giết cũng muốn đợi đến tề viện trưởng trở về lại giết đi. Tô Như Tuyết trong mắt đều là đùa cợt, nhàn nhạt, nhạt nói ra: Ta khuyên các ngươi một tiếng không có nắm chắc đem ta cũng diệt khẩu, tốt nhất đừng động thủ, nếu không. Các ngươi tuyệt đối một con đường chết, Giang giật cũng cười, lạnh nhạt nói, không có việc gì cho bọn hắn giết đi, ta Giang giật đã có thể liên sát ba tên tử phủ cảnh hộ vệ, tự không sợ lại giết ba vị đạo sư. Không sợ chết cứ việc tới, ta thân yêu ba vị đạo sư, ta biết các ngươi thu rất nhiều tử kim, nhưng các ngươi có mệnh tốn sao. Ừ, tiêu đạo sư cùng hai vị khác đạo sư biến sắc, ánh mắt trên mặt đất hai cỗ trên thi thể đảo qua, nhất là nhìn thấy một người thi thể đều biến thành thịt nát càng thêm trần chờ Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất, ba người thật đúng là không có nắm chắc đem tô như tuyết cũng cùng lúc làm sạch. Ngay tại ba người do dự bất định thời điểm, nơi xa hai thân ảnh đột nhiên tiêu xạ mà đến, trên thân đồng dạng mặc hộ vệ đội võ sĩ bào, ánh mắt lại trước tiên khóa chặt giang giật, trong con người đều là sát ý. Không được, giang giật cùng tô như tuyết liếc nhau, lúc này đến phiên hai người sắc mặt biến, đối phương viện quân tới, ba vị này đạo sư nói không chừng hội bí quá hóa liều. Quả nhiên, tô như tuyết bên người hai tên đạo sư đột nhiên trường kiếm trong tay múa đối tô như tuyết công kích mà đi, một bên khác tiêu đạo sư thân thể bắn tới, trong miệng quát khẽ, giang giật, người dám loạn giết hộ vệ đội thành viên, bản đạo sư muốn đem ngươi ngay tại chỗ trận pháp. Giết, nơi xa chạy tới hai tên thích khách mặc dù không hiểu tình huống cụ thể, nhưng là cũng trong nháy mắt minh bạch, ba vị này khẳng định là kim chủ trong miệng nội ứng, lập tức hai người tách ra một người phối hợp tiêu đạo sư hướng giang giật đánh tới, một người hướng tô như tuyết phò tới. Giết, giết người, trốn ở dưới mã xa nữ học viên hoàn toàn xem không hiểu, chỉ là thân thể run lẩy bẩy không ngừng thét chói tai vang lên, kia bị dọa phát sợ mặt, tại mông lung giả dạ quang bên trong lộ ra phá lệ yếu ớt. chương 108 kiếm hai lưỡi, thần võ quốc siêu cấp thế gia có bảy cái, cái này bảy cái đại gia tộc đều là vạn năm thế gia, tồn tại thời gian so thần võ quốc còn muốn trưởng nội tình càng là cường đại. Bây giờ vương thất thái hậu, vương hậu, thái tử phi vì sao đều là trường tôn gia người cũng không phải là trường tôn gia nữ tử từng cái dáng dấp huynh quốc huynh thành, là bởi vì trường tôn gia quá cường đại, vương thất muốn vững chắc thống trị địa vị, nhất định phải lung lạc trường tôn gia. Cái này bảy đại gia tộc chiếm cứ tại phiến đại lục này dài đến vạn năm, gia tộc xúc tu càng là thẩm thấu toàn bộ thần võ quốc, rất nhiều nơi đều có các gia tộc ám tuyến. Rất rõ ràng, tiêu đạo sư ba người liền là trường tôn gia ám tuyến, trường tôn vô kỵ hạ tử mệnh lệnh thời khắc tất yếu ba người coi như bại lộ cũng muốn chém giết giang giật giang nghịch lưu mẫu thân liền là trường tôn vô kỵ cô cô việc này giang nghịch lưu ngược lại không dễ an bài bởi trường tôn vô kỵ đi an bài kia là không còn gì tốt hơn coi như bại lộ bị trấn tây vương biết rõ cũng sẽ không như thế nào ba vị đạo sư không sợ bại lộ liền sợ bại lộ giết không được giang giật tôi như tuyết thực lực không thấp lần trước băng thú như thế cường đại yêu thú đều bị nàng đánh giết bọn hắn tự nhiên có chỗ cố kỵ Giờ phút này hai tên thích khách tới, cơ hội tốt như vậy làm sao lại buông tha. Chết, tiêu đạo sư trường kiếm ngúa một cái kiếm hoa, trên thân sát khí như hồng, như một cái cuồng bạo hung thú hướng giang giật phóng đi. Một bên khác một tên thích khách đan quyền cũng nguyên lực vần quanh, một cỗ khí thức kinh khủng đem giang giật bao phủ đi vào. Tả hữu giáp công, vẫn là hai tên tử phủ cảnh ngũ trọng trở lên cường giả. Giang giật thân thể đột nhiên lui nhanh, thanh minh kiếm huyễn hóa thành mạn thiên mưa kiếm ngăn cản hai người tới gần, chỉ là tốc độ của hắn quá chậm, tiêu đạo sư cùng thích khách thoáng cái tựu đuổi kịp hắn, hai người tả hữu đoạt công, đem hắn thoáng cái dồn đến nơi hẻo lánh bên trên, lui không thể lui. Giang giật, cẩn thận, a à, tô như tuyết nhìn thấy giang giật gặp nạn, kinh hô một tiếng, nhưng nàng chính mình lại bởi vì phân tâm, cánh tay bị một vị đạo sư trường kiếm quẹt làm bị thương, tiên huyết phun ra, đau đến nàng một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều bóp méo. Tô đạo sư, giang giật trầm hống một tiếng, Dấu ở trong tay áo cung tên rốt cuộc nhịn không được bắn ra đến, thẳng đến tiêu đạo sư ngực trái. Hừ, sớm để phòng ngươi đây, tiêu đạo sư một mực không dám dùng toàn lực công kích, là bởi vì giang giật chém giết hai tên tử phủ cảnh thích khách, giờ phút này gặp giang giật rốt cuộc lộ ra át chủ bài, khóe miệng cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi. Có đúng không, giang giật cười dài, coi thường thích khách kia công kích, hai chân tại trên vách đá dựng đứng đạp mạnh thân thể đột nhiên hướng tiêu đạo sư bắn tới nhanh chóng vận chuyển bạo nguyên trưởng hung hăng hướng vừa mới thay đổi thân thể tiêu đạo sư đập tới. ầm um, âm, um, ầm hai tiếng bạo hưởng, tiêu đạo sư cùng giang giật thân thể đồng thời bay rất ra ngoài, tiêu đạo sư là bị giang giật nổ bay, giang giật thì là bị thích khách hung hăng đập một trưởng phía sau lưng đập bay. Phốc, giang giật lăn trên mặt đất vài vòng, bò lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn qua tiêu xạ mà đến thích khách, nhìn qua cũng không có thổ thương quá nghiêm trọng tiêu đạo sư, nhìn qua trên thân nhiều chỗ thụ thương tô như tuyết, nội tâm dâng lên một cỗ vô tận lệ khí, lập tức cái này lệ khí bắt đầu chuyển hóa thành sát khí, hắn đôi mắt nhanh chóng biến đỏ, càng ngày càng đỏ, đỏ như huyết. Sát lục chân ý, tô như tuyết đôi mắt sáng lên, nguyên bản nàng chuẩn bị cưỡng ép vận dụng bí thuật, giờ phút này lại không chút hoang mang bắt đầu phòng ngự, nàng muốn nhìn một chút giang giật sát lục chân ý đến cùng có chỗ mạnh mẽ. Ừ, giữa sân tất cả mọi người nội tâm run lên, theo giang giật sát khí trên người càng ngày càng đậm, bọn hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, sát khí kia tựa như từng tòa đại sơn trực áp xuống tới ép tới bọn hắn hít thở không thông chết toàn bộ người đều muốn chết giang giật lúc đầu thụ thương giờ phút này thân thể lại nổ bắn ra mà lên nhanh chân đi tới suy nhược thân thể cho hắn trước mặt thích khách cảm giác cao lớn như vậy không thể chiến thắng thích khách kia lúc đầu hướng giang giật phóng đi giờ khác này lại bỗng nhiên tại nguyên chỗ bởi vì hắn nội tâm lại không dậy được một tia chiến ý chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giang giật xông lại quơ thanh minh kiếm đối đầu đánh xuống a à, tại trước khi chết một khắc này hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại vội vàng lui nhanh nhưng hắn thân thể lại một lần bịt ngã xuống đất cảm giác chân cẳng như nhũn ra thân thể bất lực cuối cùng hắn nhìn thấy thanh minh kiếm đâm xuống còn muốn dùng nắm đấm cản thoáng cái kết quả phát hiện tay cũng biến thành mềm nhũn căn bản không ngăn cản được ầm um, giang giật thanh minh kiếm đánh thẳng một mạch đem thích khách này đầu đâm xuyên tiêu đạo sư cùng công kích tô như tuyết ba người toàn bộ mộng làm sao thích khách kia không ngăn cản mặc cho giang giật đánh giết rất nhanh, tiêu đạo sư biết rõ nguyên nhân, bởi vì giang giật tìm hắn, không có đối mặt giang giật hoàn toàn không thể cảm giác được sự sợ hãi ấy. nhìn xem cặp kia con mắt đỏ ngầu, tiêu đạo sư linh hồn đều đang run rẩy. đây là một loại bản năng e ngại, cũng như một cái hùng sư gặp một đầu cự long, bị kia cự long hung uy bao phủ, hắn theo linh hồn đến nhục thể đều cảm giác như vậy bất lực, triệt để không có phản kháng chi tâm. ầm, um, một cái thanh minh kiếm vạch phá bầu trời, trùng điệp đâm vào tiêu đạo sư trên đầu đem hắn cái chán đâm ra một cái hố sâu, thanh minh kiếm nhất chuyển, đầu hắn trong nháy mắt bạo liệt, chết đến mức không thể chết thêm. Sát lục chân ý, duy nhất còn lại một tên thích khách cùng hai vị đạo sư liếc nhau, từ đối phương đôi mắt bên trong đều thấy được sợ hãi, ba người trong đầu đồng thời hiện ra một vạn năm trước một vị cường giả tuyệt thế danh tự, hắn liền là bằng vào loại này kinh khủng sát khí, một người cuồng đồ trăm vạn đại quân. Hai vị kia đạo sư càng là trong nháy mắt liền hiểu, bởi vì Giang Giật đã từng xúc động qua sát lục thiên quân thần bia cấm chế, Trốn, ba người không có chút gì do dự, mặc dù trên thân cảm giác bị ngồi xuống đại sơn đè ép, nhưng ba người vẫn là dùng huyết khí lực toàn thân chạy trốn, bọn hắn phi thường tinh tường, còn không đi chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, ba người vừa chạy mới phát hiện, ba người thực lực bị áp chế quá lợi hại, tốc độ chậm như ốc sen, mà giang giật tốc độ lại như một trận cuồng phong, chỉ là một lát tựu đơn giản đuổi kịp ba người, thanh minh kiếm lấp lánh mang đi ba người tính mệnh, như cắt rơm dạ nhẹ nhõm. Chết, chết, Giang giật liên sát mấy người, trong đôi mắt hồng quang càng ngày càng sáng, hắn bốn phía quét qua, rất nhanh khóa chặt tên kia ẩn thân tại dưới mã xa nữ học viên, bước chân nhanh chóng chạy đi, liền muốn chém giết người này. Ông, một mực không nhúc nhích tôi như tuyết sốt cục động, nàng trong đôi mắt sáng lên một đạo yêu dị tử quang, hai đạo tử sắc cột sáng lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào giang giật trong đầu, giang giật thân thể mềm nhũn ẩm vang ngã xuống đất, đã hôn mê. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, quên tối nay sự tình. Tô Như Tuyết đi qua tại tên kia sắp dọa điên rồi nữ học viên cái ót vỗ đưa nàng đánh bất tỉnh. Lúc này mới đi đến giang giật bên cạnh lấy ra một viên thuốc chữa thương cho hắn ăn vào. Nhìn qua cái kia tấm đều là tiên huyết mặt, nàng u u thở dài nói, cái này sát lục chân ý quá mạnh, sợ là giang giật một khi phóng thích cái này sát lục chân ý, không phải từ phủ cảnh đỉnh phong võ giả căn bản không thể vì địch a đáng tiếc. Hắn tìm hiểu lâu như vậy vẫn là hoàn toàn không biết làm sao trưởng khống. Cái này sát lục chân ý là một thanh kiếm hai lưỡi a. Giống như hai lần không phải ta ở bên người, hắn cuối cùng có thể đều sẽ bởi vì điên cuồng giết chóc kiệt lực mà chết. Chiêm chiếp, một đạo to rõ tiếng chim hót vang lên, tô như tuyết nhướng mày, vừa rồi giang giật như thế cường đại sát khí, kẻ bên này làm sao còn có tiểu điều bay tới. Hưu, bất quá, nàng rất nhanh bị nơi xa bay vụt mà đến vô số thân ảnh hấp dẫn, vừa rồi giang giật thả ra bạo nguyên trường, cùng đằng sau kia kinh khủng sát khí rõ ràng kinh động đến bên kia đạo sư cùng hộ vệ, xuyên sơn yêu chuột khẳng định cũng giết chết, sở dĩ những đạo sư kia bọn họ cùng bọn hộ vệ mới có thể nhanh như vậy chạy tới. chương 109, chôn cùng, tình huống như thế nào? A à, tiêu đạo sư, chu đạo sư cùng lưu đạo sư làm sao đều đã chết. Vừa rồi kia kinh khủng sát khí là ai phát ra? Tô đạo sư, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều đạo sư trên mặt đều là nghi hoặc cùng ngưng trọng. Dù sao ngắn như vậy thời điểm tự chết đi ba vị đạo sư còn có hai tên hộ vệ đội thành viên, trong góc càng có hai cỗ thi thể, áo bảo rõ ràng cũng là hộ vệ đội, vừa rồi bên này lại truyền tới một cỗ cường đại sát khí, điều này không khỏi làm cho người kinh nghi. Mạnh đạo sư, đến đem tên này nữ học viên mang về chữa thương. Tô như tuyết coi thường mọi người đưa tới một tên nữ đạo sư, chính nàng lại ôm lấy giang giật, lúc này mới cùng mọi người giải thích một câu, sự tình rất phức tạp, chư vị vẫn là không nên hỏi nhiều tốt, biết rõ đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt, chờ tề viện trưởng trở về nàng tự nhiên sẽ cái đại ra một cái công đạo. Tô như tuyết chuyển ra tề viện trưởng, mà lại cáo chi mọi người mức độ nghiêm trọng của sự việc, chư vị đạo sư cùng hộ vệ đội cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá mấy tên hộ vệ đội thành viên, vẫn là rất hoài nghi nhìn qua tô như tuyết, tại phụ cận bồi hồi không chịu rời đi, còn lại đạo sư thì bắt đầu bốn phía đi lại, Trần An học viên. Cái gì, hẻm núi bên ngoài trong một chiếc xe ngựa, trưởng tôn vô kỹ nghe thủ hạ bẩm báo, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin, hắn thất thanh nói, hành động thất bại tử thần đích nhân bị giang giật giết năm người ba vị đạo sư cũng bị giết giờ phút này giang giật bị đạo sư cùng hộ vệ đội bảo hộ, không có cách nào xuất thủ. Hắn phía trước quỳ một tên mặc hộ vệ áo bảo nam tử, gật đầu nói, tin tức xác định, tử thần đích nhân đã trải qua rồi rút lui, đã đã mất đi thời cơ tốt nhất, bọn hắn tựa hồ còn trách cứ chúng ta cho tình báo có sai. Không có khả năng, trường tôn vô kỷ còn không chịu tin tưởng, lạnh giọng nói ra giang giật mới bao nhiêu lớn hắn tại thiên võ thành lúc là cái phế vật chỉ là cái này mấy tháng mới tăng lên thực lực coi như lại nghịch thiên hắn tối đa cũng chỉ có thể có được tử phủ cảnh nhị tam trọng thực lực làm sao có thể đánh giết nhiều như vậy tử phủ cảnh võ giả hoang đường hộ vệ lắc đầu thở dài thiếu chủ tiểu đạo sư ba người hoàn toàn chính xác chết rồi tin tức này đã bị chúng ta người chứng thực ai làm sao bây giờ nếu không đem việc này bẩm báo cho thế tử điện hạ để hắn phái ra Giang ra tiềm phục tại trong học viện sở hữu ám tuyến liều chết chém giết Giang giật. Không, không được, trường tôn vô kỵ thở ra một hơi thật dài, cực lực áp chế nội tâm chấn kinh, hung ác nham hiểm con ngươi lấp lánh vài vòng, rất nhanh mở miệng nói, nghịch lưu không thể có nửa điểm cử động, chỉ ít tại thiên quân mộ bên ngoài, nếu không rất dễ dàng bị người ta tóm lấy tay cầm. Giang giật chết còn dễ nói, vạn nhất không chết bị chấn Tây Vương biết rõ, hắn thế tử vị trí cũng khó khăn bảo vệ. Hộ vệ sắc mặt ngưng trọng lên, chẳng lẽ xuất động chúng ta người như thế tổn thất quá lớn, tiêu đạo sư ba người đã hy sinh. Đại giới lại lớn cũng muốn giết giang giật, người này thật là đáng sợ, cho hắn thời gian mấy năm, sẽ lại là một cái giang biệt ly a. Trường tôn vô kỵ rất là kiên kỵ cảm khái nói, mặc dù hắn không biết giang giật làm sao giết chết tử thần kia năm tên thích khách cùng ba vị đạo sư, nhưng giang giật tiềm lực quá lớn, hắn không có khả năng để hắn sống sót. Hắn chỉ là trầm ngâm một lát, rất nhanh ánh mắt lộ ra một tia ngoan ý, chầm giọng nói, đi đem hồng lão mời đến. Hồng lão, hộ vệ khẽ giật mình, vị này hồng lão hắn biết rõ, là bảo vệ trưởng tôn vô kỳ ám vệ, thần du cường giả. Trưởng tôn vô kỵ lại chuẩn bị vận dụng hắn hắn không sợ chính mình tao ngộ nguy hiểm không lại nói hắn có thể điều động ám vệ bất quá hộ vệ này mặc dù rất là kinh nghi, cũng không dám nói nhảm, lập tức xuống xe ngựa ẩn vào trong bóng đêm. Thiếu tộc trưởng, rất nhanh một tên toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào lão giả lách vào lập tức xe, trưởng tôn vô kỵ cũng không nói nhảm, mở miệng nói, hồng lão giúp ta làm sự kiện giết một người người này đối ta rất trọng yếu hắn không chết sẽ cho trưởng tôn ra mang đến cực lớn hậu hoạn hồng lão bao phủ tại bên trong hắc bào mặt mo trầm xuống lắc đầu nói thiếu tộc trưởng ngươi hẳn phải biết quy củ quy củ ta biết bất quá có cái này ngươi hẳn là ra tay đi trưởng tôn vô kỵ từ trong ngực đột nhiên lấy ra một khối lệnh bài màu đen phía trên khắc lấy trưởng tôn hai cái chữ to hồng lần trước mắt nhìn bên trong tinh mang lóe lên trầm giọng nói, ra chủ lệnh bài mục tiêu là ai? Trường tôn vô kỳ khóe miệng hiện lên một tia tàn ý tứ, trầm giọng nói, giang giật. Một vị ký danh học viên, giờ khắc này ở trong hạp gốc, người trở ra có người hội chỉ dẫn ngươi. Nhớ kỹ, nhanh nhẹn điểm, không thể lưu lại vết tích, nếu có người tại phụ cận. Cũng hết thảy giết chết, hưu, hồng lão thân con lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong xe ngựa, thân thể như u hồn du tẩu, nhẹ nhõm né qua phụ cận người ẩn vào trong hạp gốc. Trong hạp cốc bạo động đã đã bình định xuống tới, bất quá các học viên vẫn là không dám chạy loạn, tất cả đều tụ tập tại đạo sư bên cạnh trong xe ngựa, chờ đợi lấy tể viện trưởng ba người trở về. Không có thần du cảnh cường giả hộ vệ, không xác định an toàn, bất kỳ người nào cũng không dám loạn động. Tô Như Tuyết cùng các vị nữ đạo sư vây ở cùng một chỗ, bên cạnh còn có 7-8 tên hộ vệ đội thành viên, giang giật cùng Tô Như Tuyết cùng ở tại một cái trong xe ngựa. Mặc dù nguy cơ nhìn đã qua, nhưng Tô Như Tuyết trên mặt vẫn là ngưng trọng, Nàng không hiểu có một loại cảm giác bất an, tựa hồ bày ra sự tình lần này phía sau màn nhân vật chính còn có chuẩn bị ở sau. Oanh, đột nhiên, hẻm núi chỗ sâu truyền đến một trận nổ vang, vô số nữ học viên hét sầm lên, Tô Như Tuyết lập tức lông mày nhíu lên, sầm mặt lại ám đạo không tốt, địch nhân chuẩn bị ở sau quả nhiên tới. Hưu, hẻm núi chỗ sâu một mảnh bạo động, bên này đạo sư cùng bọn hộ vệ tự nhiên trước tiên hướng bên kia dũng mãnh lao tới, tối nay chết quá nhiều người, giống như còn lại chết người bọn hắn cũng không biết như thế nào cùng tề viện trưởng bàn giao. Tô như tuyết nhìn thấy phụ cận các vị nữ đạo sư cũng vào tới, bất đắc dĩ thở dài, đem giang giật an trí trong xe ngựa, rút ra một cái trường kiếm màu bạc đứng tại càng xe bên trên, chờ đợi địch nhân đến. Tối nay sự tình, rõ ràng là một cái cao nhân bày ra, người này còn có được thế lực khổng lồ, tô như tuyết mặc dù đoán không được cụ thể là ai, nhưng cũng biết khẳng định là giang gia hoặc là trưởng tôn gia người. Đầu tiên là dùng ba con tam gia yêu thú đem ba vị viện trưởng điệu hổ ly sơn, sau đó lợi dụng xuyên sơn yêu chuột gây nên hỗn loạn, cuối cùng thích khách cùng trong học viện ám tuyến xuất động đánh giết giang giật. Giống như không phải giang giật có được kinh khủng sát lục chân ý, giờ phút này sợ là biến thành một cỗ thi thể đi. Kế hoạch lần này rõ ràng thất bại, đối phương còn không hết hy vọng lần nữa động thủ đem đám đạo sư triệu tập đi qua, cuối cùng này sát chiêu tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố, tôi như tuyết rất rõ ràng nếu là nàng không đi, sẽ cùng giang giật cùng một chỗ chôn cùng. Hiu, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên, tô như tuyết đôi mắt đẹp hơi híp, cảm ứng được người tới thực lực về sau, nàng nở nụ cười, đều là thê lương, nàng quay đầu nhìn trong xe ngựa giang giật một chút, nhẹ giọng thở dài, giang giật, người đã từng đã cứu ta một mạng, lần này ta và ngươi chôn cùng, xem như lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Trường tôn gia thần du cường giả đến rồi, chương 110, tím nghị thần quang, hồng lão cả người đều bao phủ tại bên trong hắc bào, trong hạp cốc tia sáng ảm đạm, căn bản thấy không rõ tướng mạo của hắn, hắn tự hồ biết rõ giang giật trong xe ngựa, nhìn thấy tô như tuyết sơ kiếm ngăn tại bên ngoài, quát khẽ, lăn đi. Tô như tuyết mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn qua hồng lão, hờ hững nói ra, trừ phi ta chết. Vậy thì chết đi, hồng trong đôi mắt già nuôi hiện lên một tia sát ý, mặc dù trưởng tôn ra người cho hắn bản giao, có thể không giết tô như tuyết cũng không cần giết, nhưng giờ phút này hắn đã không cố được nhiều như vậy, thân thể lóe lên như một đạo như gió mát bay tới, hắn không có phóng thích bất luận cái gì khí thế, nhưng này còng xuống thân thể cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác. Ông, tô như tuyết không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là tại hồng lão tiếp cận nàng một trượng khoảng cách lúc, một đôi mỹ lệ trong đôi mắt sáng lên yêu dị tử quang, hai đạo tử sắc trùm sáng lóe lên một cái rồi biến mất hướng hồng lão vào tới. Ừ, hồng lão phát ra một tiếng một chút bối rối, thân hình nhưng không có nửa khác dừng lại, ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi nhẹ nhõm tránh thoát tô như tuyết công kích kia tử quang thẳng tắp phò tới cuối cùng vô thanh vô tức không có vào trong vách đá tím nghị thần quang ngươi là người của tô gia không lão chậm rãi ngẩng đầu lộ ra một tấm tràn đầy nếp uốn mặt trong mắt của hắn bên trong có ta trần chờ tựa hồ đang do dự muốn hay không động thủ tô như tuyết thả ra bí thuật sắc mặt có chút tái nhợt thân thể mềm mại nhoáng một cái lạnh lùng cười nói ta gọi tô như tuyết tự nhiên là người của tô gia sợ nhanh chóng thối lui nếu không tề viện trưởng trở về chủ tử của ngươi cũng muốn bị liên lụy chê cười ngươi cho rằng nơi này là các ngươi đại hạ quốc sao không lão cười một tiếng dài thân thể lần nữa hóa thành một cái diều hâu như thiểm điện công kích mà đến người giữa không chung một tay bắn ra một đạo nguyên lực tôi như tuyết còn chưa kịp phóng thích bí thuật vai trái đã bị bắn ra một cái lỗ nhỏ thân thể bị đánh bay ra ngoài giang giật xong tôi như tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại thần du cường giả quá cường đại nàng căn bản là không có cách đối đầu chiêm chiếp, ngay một khắc này, bên tai nàng đột nhiên vang lên một đạo có chút quen thuộc tiếng chim hót. Để tô như tuyết vô cùng kinh ngạc là, cái này tiếng chim hót vừa vang lên, kia hồng vốn ban đầu muốn xông vào đi đánh giết giang giật, lại sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, thân thể lui nhanh mà đi, mấy cái trong chớp mắt tự biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Chuyện gì xảy ra, tô như tuyết cố nén vai trái như tê liệt thống khổ đứng lên, mơ hồ nháy nháy mắt. Đối phương trả giá lớn như thế đại giới, không tiết xuất động thần du cường giả, không phải là vì đánh giết Giang giật sao vì sao tại tối hậu quan đầu từ bỏ. Chẳng lẽ tề viện trưởng các nàng trở về, tô như tuyết lấy ra một viên thuốc chữa thương nuốt, lại đem vai trái miệng vết thương sửa lại một chút, cũng không có phát hiện tề viện trưởng đám người thân ảnh. Mà hẻm núi chỗ sâu bạo động rất nhanh lắng lại, có bộ phận đạo sư trở về, cái này khiến tô như tuyết triệt để yên tâm lại. Bất quá nội tâm của nàng vẫn là nghi hoặc trùng điệp, làm sao cũng nghĩ không thông kia thần du cường giả vì sao lui đến nhanh như vậy, như thế quả quyết. Hồng lão không thể không lui, bởi vì vừa rồi trưởng tôn ra người truyền đến tín hiệu, trưởng tôn vô kỵ gặp nguy hiểm. Làm trưởng tôn vô kỵ ám vệ, hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là bảo hộ trưởng tôn vô kỵ an toàn, giờ phút này trưởng tôn vô kỵ gặp nguy hiểm, hắn tự nhiên không còn dám động giang giật. Nếu không trưởng tôn vô kỵ chết rồi, hắn cũng phải chết, người nhà của hắn đều phải chết. Hưu, hồng lão tốc độ đạt đến cực hạn, một tấm tràn đầy nếp uốn trên mặt đều là tức giận, hắn thực sự không nghĩ ra, có cái nào mắt không mở ra hỏa, cũng dám động thần võ quốc đệ nhất gia tộc thiếu tộc trưởng không sợ bị chu cửu tộc sao. Rất nhanh hắn xuyên qua hẻm núi, ánh mắt quét qua lại càng thêm cuồng nộ, thủ hộ trưởng tôn vô kỵ mười mấy người lại toàn bộ bị giết, mà lại đầu đều bị nện phát nổ, vô cùng thê thảm. Phụ cận có học viện hộ vệ, còn có mấy tên đạo sư, cũng có vô số học viên tại người xem, Giang Nghịch Lưu cũng xa xa đứng ở một bên, nhưng không ai dám tới gần trưởng tôn vô kỵ xe ngựa bởi vì trưởng tôn vô kỵ đầu bị nhấn ra ngoài cửa sổ xe một thanh đao dài sắc bén mang lấy cổ của hắn phía trên hồng lão một tên trưởng tôn gia tộc nhân nhanh chóng đi tới mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thấp giọng nói ra thế tử điện hạ nói tập kích thiếu tộc trưởng chính là giang giật lão nô tên là giang vân hải thần du cảnh cường giả làm sao bây giờ ngu xuẩn hồng lão giận dữ không thôi giống như sớm biết giang giật có một cái thần du cấp bậc lão nô hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ chém giết giang giật đây không phải buộc nhân ra liều mạng sao may mắn hắn cuối cùng không có giết giang giật nếu không giờ phút này trưởng tôn vô kỵ đầu cũng không phải là tại ngoài cửa sổ xe mà là tại trên mặt đất lão cẩu người có gan giết ta làm thần võ quốc cấp cao nhất công tử trưởng tôn vô kỵ cả một đời không có khó như vậy có thể qua từ nhỏ đến lớn thậm chí hắn còn không có bị người nhục mạ qua một câu giờ phút này lại ngay trước mặt mọi người như thế chật vật nhất là nơi xa vân phỉ công chúa còn nhìn xem đâu, hắn hung ác nham hiểm trong con người đều là cuồng nộ, hận không thể đem Giang Vân Hải Thiên đao vạn quả, không bằng hắn còn không có ngu quá mức, không dám loạn động, chỉ là không ngừng giận mắng. Trong xe ngựa mái đầu bạc trắng Giang Vân Hải trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn nghe được trưởng tôn vô kỵ, hắn cười nhạt một tiếng, một cái tay khác cầm quải trượng như thiểm điện hướng bắp chân của hắn đánh xuống, nương theo lấy một đạo tiếng gãy xương vang lên, trưởng tôn vô kỵ cả khuôn mặt đều đau đến biến hình, không bằng hắn cũng coi là một đầu mạnh hắn, quả thực là không có hử ra âm thanh tới. Ngậm miệng, nếu không lão tử đập nát ngươi đồ trứng mềm, Giang Vân Hải hờ hững mở miệng nói, liếc qua ngoài cửa sổ xe chậm rãi đi tới hồng lão, hắn lần nữa lạnh giọng nói ra, trưởng tôn công tử, ta Giang Vân Hải lẻ loi một mình, thiếu chủ nhà ta chính là ta toàn bộ. Ngươi đang động hắn thời điểm, làm sao không hỏi xem ta cái lão nhân này ý kiến đừng nói ngươi. liền là thiên vương lão tử dám động đến ta ra thiếu chủ, ta cũng sẽ cùng hắn liều mạng Hả nhà ta thiếu tộc trưởng, việc này chúng ta lôi kéo nhau phẳng như gì, không lão rất đi mau đi qua, không bằng hắn trên thân không có bất kỳ cái gì nguyên lực ngoại phong khí tức sợ gây nên Giang Vân Hải hiểu lầm động thủ chém giết trưởng tôn vô kỵ. Hắn gặp Giang Vân Hải không có bất kỳ cái gì phản ứng, lại hạ giọng nói ra, tề viện trưởng bọn người sắp trở về rồi, người như còn không đi, sợ là không có cơ hội đi. Ha ha, Giang Vân Hải cười nhạt một tiếng, cuối cùng mở miệng, đi không được không có việc gì có trưởng tôn gia thiếu tộc trưởng chôn cùng, ta một cái lão đầu tử có cái gì bất mãn. Ngươi, không lão giận dữ không thôi, cố nén sát ý nói ra, giang giật bình yên vô sự, chúng ta người ngược lại là chết không ít, ngươi còn muốn thế nào. Hừ, giang vân hải tựa hồ biết rõ giang giật không chết, một câu cũng không có hỏi thăm giang giật sự tình, hai đầu trường mi vẩy một cái, hờ hững nói, không muốn thế nào, ta chỉ là muốn nói cho các người biết một tiếng, đã dám động đến ta ra thiếu chủ, liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, hoặc là trưởng tôn vô kỷ chết, hoặc là ngươi chết. Lựa chọn đi, lão cẩu ngươi dám, trưởng tôn vô kỷ con ngươi co rụt lại, nổi giận giống to, nhưng hắn tiếng mắng chửi rất nhanh im bặt mà dừng, hắn mặt khác một cái chân bị Giang Vân Hải nện đứt. Thiếu tộc trưởng, người nhà của ta tự làm phiền ngươi chiếu cố. Hồng mặt già bên trên lộ ra một tia buồn bã, hắn biết rõ Giang Vân Hải ý tứ, hôm nay hắn không chết Giang Vân Hải cũng không sẽ bỏ qua trưởng tôn vô kỷ. Giang Vân Hải là muốn thông qua chính mình chết, nói cho muốn giết Giang giật người, dám động Giang giật liền đợi đến hắn điên cuồng báo thủ đi. Âm, um, trường tôn vô kỵ chết rồi, hoặc là phế đi hắn đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ hồng lão rất quả quyết vận chuyển nguyên lực đối với mình đầu hung hăng nện xuống, cường đại nguyên lực, trong nháy mắt để đầu của hắn bạo liệt, ngã xuống đất tử vong. a à, bốn phía một mảnh bạo động, một chút nữ học viên hét dầm lên, cái kia vân phỉ công chúa ngược lại là mặt không đổi sắc, giang nghịch lưu cả khuôn mặt đều trở nên âm trầm vô cùng, mà rất nhanh sắc mặt của hắn lần nữa biến đổi. Bởi vì Giang Vân Hải theo trong xe ngựa nổ bắn ra đến, hướng nơi xa chạy như bay, thân thể sẽ ẩn vào nơi xa Tùng Lâm lúc đột nhiên quay đầu, thông qua truyền âm nhập mật thần thông truyền cho hắn một câu, Giang Nghịch Lưu, 50 năm trước, ta theo ra ra ngươi giết người, lão tử giết qua người so với các ngươi học viện học viên đều nhiều, còn dám trêu chọc ta ra thiếu chủ, coi như Giang Biệt Ly cũng bảo hộ không được ngươi. Chương 111, tứ cố vô thân. Tề viện trưởng ba người rất mau trở lại tới, nhìn thấy vô số thi thể, ba người sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Bất quá có ba người tại, thế cục thoáng cái an định xuống tới, hộ vệ đội cùng đạo sư công việc lưu bù lên, Trần an học viên, thu thập tàn cuộc, tại lúc nửa đêm rốt cục lo liệu xong tất. Sự tình lần này huyên náo rất lớn, chết bảy tám cái đạo sư, hộ vệ đội cũng đã chết mười mấy người, học viên càng là tử thương gần trăm người. Tề viện trưởng ba người nghe các phương tình báo, rất nhanh đoán được chuyện tiền căn hậu quả, nhưng sau cùng phương thức xử lý để các học viên rất là xóa xóa bất bình tề viện trưởng cho ra thông cáo vậy mà lại là sơn phỉ tập kích lại là tử thương học viên cho hậu táng cho đền bù đại lục ở bên trên sơn phỉ nhiều như kiến tộc sao sơn phỉ đều là não tàn sao dám tập kích linh thú sơn học viện đạo sư học viên vẫn là tại ba vị thần du cường giả dẫn đội điều kiện tiên quyết lại nói sơn phỉ bình thường đều là cướp tiền bọn hắn lần này kiếp đến cái gì cố ý tới cửa chịu chết trọng yếu nhất chính là một tên sơn phỉ còn dám giết thần võ quốc đệ nhất gia tộc trưởng tôn gia người bắt cóc trưởng tôn vô kỷ cuối cùng còn khiến cho trưởng tôn gia thần du cảnh ám vệ tự sát giống như đây là sơn phỉ này sơn phỉ đội khẳng định sớm tại đại lục uy danh lan xa bất quá việc này người sáng suốt đều biết trong đó khẳng định liên lụy trưởng tôn gia nói không chừng là hai đại siêu cấp gia tộc trong bóng tối đấu sức học viện cũng không dám quản bọn hắn tự nhiên không dám nhiều chuyện vạn nhất dẫn tới trưởng tôn vô kỵ nổi giận hậu quả thế nhưng là sẽ rất nghiêm trọng trưởng tôn vô kỵ hôm nay mặt có thể ném đi được rồi. Giang giật tại nửa đêm tự tỉnh lại, hắn lần bị thương này không tính quá nghiêm trọng, chỉ là thả ra sát lục chân ý rất là suy yếu mà thôi, hắn mở to mắt phát hiện ba tấm quen thuộc mặt. Tiền vạn quán một mực ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn tỉnh lại lập tức cười tủm tỉm bu lại, hỏi, lão đại, thế nào không có sao chứ? Giang giật lắc đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi mới mở mắt lần nữa hỏi, tô đạo sư không có sao chứ? Không có việc gì, giờ phút này ngay tại tề viện trưởng kia đấy. Tiền vạn quán giải thích một câu, đột nhiên giơ ngón tay cái lên nói, lão đại, ngươi lần này quá khỏe khoắn, vậy mà xử lý nhiều như vậy tử phủ cảnh thích khách, ngươi làm như thế nào? Chiến vô song cùng chiến lâm nhi ánh mắt cũng quét tới, trong mắt đều là hiếu kỳ, tiền ra ở trong học viện có rất nhiều ám tuyến, mặc dù tình huống cụ thể không biết, nhưng cũng đoán được 89 phần 10. Vận khí mà thôi, Giang giật không muốn giải thích quá nhiều, ngược lại hỏi thăm về đến, là tô đạo sư đã cứu ta. Ngươi không biết lúc ấy tình huống cụ thể, tiền vạn quán hồ nghi, lắc đầu nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết, cái này cần hỏi tô đạo sư, bất quá đại gia ngươi ra thật mạnh mẽ, vậy mà làm trưởng tôn vô kỵ 10 cái thủ hạ, còn khiến cho hắn ra thần du cảnh ám về tự sát, giữ rồi ép một cái A. Đại gia gia, giang giật trong lòng ấm áp, khó trách hắn tại linh thú thành bên ngoài không thấy được giang vân hải, tình cảm là hắn một mực âm thầm bảo hộ A. Không đúng, Giang giật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, khẩn trương nhìn qua tiền vạn quán nói, tiểu nô đâu không có đại gia ra chiếu khán, tiểu nô không phải rất nguy hiểm. Tiền vạn quán khoát tay áo nói, yên tâm đi, mặc dù ta không có nhận đến tin tức, nhưng dùng Giang Vân Hải phong cách hành sự, hội không có thích đáng an bài. Ừm, Giang giật trầm tựu ngồi dậy, ám đạo mình quan tâm sẽ bị loạn. Đầu óc hắn thật nhanh chuyển động, đem sự tình sửa lại một lần, lại hỏi thăm tiền vạn quán ngay lúc đó tình huống cụ thể, sắc mặt dần dần trở nên nặng nề giang vân hải lần này vì hắn xem như triệt để đắc tội trưởng tôn gia nói không chừng trưởng tôn gia cường giả đã xuất động bắt đầu truy sát giang vân hải yên tâm đi lão đại tiền vạn quán vỗ vỗ giang giật bả vai nói giang vân hải người này không đơn giản ta gia tộc tư liệu biểu hiện hắn tuổi trẻ lúc tiến vào trấn tây quân bằng vào chiến công từng bước một trèo lên cuối cùng bị lão vương ra coi trọng đưa vào vương phủ trở thành nội viện tổng quản Vương phủ nội viện tổng quản vị trí này người bình thường có thể ngồi hạ trưởng tôn ra người muốn giết hắn không dễ dàng, ta cũng sẽ để gia tộc người lưu ý hạ hành tung của hắn. Tiền vạn quán khe khẽ thở dài, lần nữa nói ra, lão đại, cùng hắn lo lắng đại gia ngươi ra, không bằng nghĩ thêm đến chính ngươi đi, lần này bọn hắn dám như thế tứ không kiêng sợ động thủ, có thể thấy được giết ngươi chi tâm kiên định, ngươi lần này vào thiên quân mộ, sợ là. Giang giật cười khổ một tiếng, ta còn có đường lui sao? Tiền vạn quán cùng chiến vô song liếc nhau, hai người trong mắt quang mang tối sầm lại, chiến lâm nhi lại nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, mơ hồ nháy nháy mắt. Giang giật hoàn toàn chính xác không có đường lui, giờ phút này rời đi học viện xa như vậy, Giang Vân Hải bị người đuổi giết không để ý tới hắn, nếu là hắn trở về tuyệt đối cử tử nhất sinh, đi theo học viện đại quân đi còn có thể có cơ hội còn sống. Đừng lo lắng, ta Giang giật thuộc con rán, không ai có thể muốn mệnh của ta đi. Giang giật cười lạnh, Ánh mắt u u nhìn qua xa xa tinh không thì thào, bọn hắn lần này tốt nhất có thể xử lý ta, nếu không cho ta thời gian mấy năm, ta sẽ để cho bọn hắn thưởng thức hạ cái gì gọi là tuyệt vọng tư vị. Vừa dạng sáng ngày thứ hai học viện đội xe tiếp tục tiến lên, bất quá lần này trở nên cẩn thận, tề viện trưởng an bài hộ vệ đội trước sau 10 dặm 4 phía dò xét bảo đảm an toàn, giống như còn ra một lần chuyện như vậy, sợ là nàng đều không mặt mũi trở về gặp ra các viện trưởng. Trường tôn vô kỷ cùng giang nghịch lưu trầm mặc, hai người cả ngày trong xe ngựa không xuất hiện, nhất là trưởng tôn vô kỵ, mặc dù nội tâm nổi giận đến hận không thể ngược sát mấy vạn người, nhưng cũng không thể không ra vẻ đáng thương vùi ở trong xe ngựa. Giang giật cũng trầm mặc, một mực tại dưỡng thương cùng tu luyện, mặc dù hắn nội tâm rất là lo lắng Giang Vân Hải cùng Giang Tiểu Nô, nhưng hắn ngoại trừ tu luyện cái gì đều không làm được. Bất quá tô như tuyết mang đến cho hắn một tin tức tốt, hắn tại trong hạp cốc lần nữa phát động sát lục chân ý. Cái này khiến hắn giấy lên một tia hy vọng, cũng đã chứng minh nội tâm của hắn một chút ý nghĩ. Thật sự là hắn chỉ có thể ở chiến đấu bên trong mới có thể kích phát sát lục chân ý, cũng chỉ có không ngừng kích phát sát lục chân ý, hắn mới có thể nghĩ biện pháp nắm giữ loại này thần kỳ năng lực. Một khi có thể triệt để nắm giữ, thực lực của hắn sẽ gấp bội tăng lên. Giang nghịch lưu cùng trưởng tôn vô kỵ bày ra thất bại, tự nhiên không còn dám phái người động thủ, nếu không tề viện trưởng khẳng định hội nổi giận phát cuồng. Hành trình trở nên bình tĩnh mà buồn tẻ, tại hơn 10 ngày sau, đại bộ đội rốt cục đã tới vạn long cốc bên ngoài các học viên cũng quên đi trên đường không thoải mái nhao nhao hưng phấn lên giang giật lần nữa đạt được hai cái phi thường không tốt tin tức xấu tiền gia cùng chiến ra phân biệt truyền đến tin tức lần này thiên quân trong mộ không phải cho giang giật bất luận cái gì trợ giúp tiền gia nguyên bản điều tới năm tên tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh cũng bị điều trở về trường tôn gia bắt đầu phát lực lực áp hai nhà để bọn hắn không được vọng động đương nhiên càng nhiều nguyên nhân hai nhà rõ ràng không muốn lẫn vào Giang Nghịch Lưu cùng Giang giật hai huynh đệ việc nhà bên trong, nếu không Giang Biệt Ly biết rõ, khẳng định hội tức giận không thôi. Đương nhiên, có lẽ bởi vì hai nhà cũng không nhìn kỹ Giang giật cái này con riêng, không muốn triệt để đắc tội có rất lớn hy vọng kế thừa Trấn Tây Vương chi vị Giang Nghịch Lưu. Giang giật thoáng cái trở nên tứ cố vô thân, hắn một khi tiến vào thiên quân mộ liền muốn một người đối mặt hai nhà vô số cường giả truy sát. chương 112, Tướng Nhân Bí Thuật Vạn Long Cốc tại thiên tinh đại lục bên trên rất nổi danh, không chỉ là bởi vì nơi này có cái thiên quân mộ, tại mấy vạn năm trước nơi này còn đã từng chiếm cứ cái này một cái cường đại yêu thú, tứ gia yêu thú Lam Dược Long. Vạn Long Cốc tên như ý nghĩa, nơi này có mấy vạn đầu Long, nơi này đã từng là Long tộc yêu thú đại bản doanh. Vạn Long thiên quân coi trọng phong thủy của nơi này, đem đầu kia Lam Dược Long chém giết, cũng tại xây dựng một tòa mộ địa, để Vạn Long Cốc càng thêm uy danh lan xa. Vạn Long Cốc rất lớn, cũng còn ẩn giấu rất nhiều long tộc yêu thú, bất quá trong khoảng thời gian này những này long tộc yêu thú cũng không dám mạo hiểm đâu. Bởi vì bên trong võ giả rất rất nhiều, không chỉ là tam đại các nước chư hầu võ giả, còn có còn lại tam quốc nghe hỏi chạy đến tìm vận may tầm bảo người. Linh Thú Sơn học viện đại quân đi vào, đưa tới rất nhiều người chú ý. Dù sao Linh Thú Sơn bên trong học viên, đều là thần võ quốc đại hạ quốc con em đại gia tộc, gia tộc bọn họ khẳng định lại có cường giả hộ vệ các theo, thiên quân trong mộ khẳng định cũng sẽ nguy hiểm hơn thiên quân mộ còn có hai ngày mở ra, học viện đại bộ đội tại mộ địa bên cạnh một cái tiểu thủy đường phụ cận hạ trại, học viện hơn một ngàn người, còn có ba vị thần du cường giả, lúc đầu tại cái này hạ trại một nhóm người rất thức thời tự động lui ra. Rất nhiều nữ học viên vui mừng khôn xiết, trên đường có rất ít dòng sông, các nàng thích nhất sạch sẽ, giờ phút này có điều kiện tự nhiên chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Tại một đám nữ đạo sư dẫn đầu dưới, các nàng đem toàn bộ hồ nước đều vây lại, một đám nữ học viên cứ như vậy ngoài trời bắt đầu tắm rửa, để rất nhiều nam học viên đều hận không thể biến thành con ruồi bay đến trong hồ nước. Cái này đã là thiên quân mộ cũng không có cái gì đặc thù a. À. Giang giật cùng tiền vạn quán còn có chiến vô song ngồi trên đồng cỏ, Giang giật nhìn qua xa xa một mặt to lớn vách đá có chút thất vọng. Cái này thiên quân mộ một điểm không có loại kia đế vương lăng khí phái, ngược lại liền là một tòa phổ thông núi nhỏ đống, nhưng về một bên là có một khối to lớn vách đá, phía trên bóng loáng như gương, khắc lấy mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn vạn long thiên quân chi mộ. Chiến vô song nhìn lướt qua, cười nhạt nói, đây không tính là thiên quân mộ, chân chính thiên quân mộ ở bên trong đâu, người đi vào liền biết, đây chỉ là đi vào đại môn mà thôi. Còn có hai ngày thiên quân mộ muốn mở ra, tiền vạn quán đột nhiên hèn hạ bu lại nói ra, lão đại, nếu không ta an bài một cái mỹ nữ cho ngươi chơi đùa buông lỏng một chút. Chiến vô song trợn nhìn tiền vạn quán một chút, có chút im lặng, giang giật ngược lại là hiểu được tiền vạn quán tâm tư, hắn sợ chính mình đi vào treo, cả một đời đến chết vẫn là xử nam chính ngươi hưởng thụ đi, ta tu luyện đi. Giang giật vui vẻ đứng dậy, tiến vào phố cận trong trứng bồng, hắn sẽ đột phá chú đỉnh cảnh đệ thất trọng, còn có hai ngày hắn chuẩn bị toàn lực bắn vào thoáng cái. Kết quả để Giang giật rất thất vọng, hắn liều mạng tu luyện hai ngày, vẫn không thể nào thành công xung kích chú đỉnh cảnh thất trọng, mà tại hắn sau khi xuất quan, lần nữa đạt được hai cái tin tức xấu. Đệ nhất tiền vạn quán mang đến một cái tình báo, Giang nghịch lưu vận dụng chấn Tây quân bên trong tinh nhuệ, mặc dù không biết cụ thể là bao nhiêu, những người này tìm phục tại nơi nào, nhưng đã xác định tin tức này tính chân thực. Thứ hai, Trưởng Tôn vô kỳ tại Vạn Long trong cốc tìm tới một cái nhị giai đỉnh phong yêu thú Ảnh Long, đồng thời thành công thuần hóa là linh thú, cái này Ảnh Long tốc độ một mực là võ giả ác mộng, chiến lực có thể quét ngang từ phủ cảnh võ giả. Ảnh Long đúng rồi, trong học viện rất nhiều học viên đều có linh thú a, vì sao không thấy bọn hắn mang ra? Giang giật nghe được tin tức này, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm về đến tinh anh học viên đều có thể đạt được thuần hóa linh thú bí thuật, bình thường đều sẽ thuần hóa một cái linh thú phụ trợ chiến đấu, hắn ở trong học viện ngược lại rất ít thấy có người mang theo linh thú. Lão đại, những này thường thức tính đồ vật ngươi cũng không hiểu. Tiền vạn quán trợn trắng mắt, giải thích nói tinh anh học viên học viện không chỉ có sẽ ban cho thuần hóa linh thú bí thuật, sẽ còn ban cho linh thú phủ, cái này linh thú phủ bên trong có một cái tiểu không gian có thể an trí linh thú. Linh thú là học viện chúng ta vũ khí bí mật, át chủ bài, trừ phi mới có thể không có việc gì mang theo linh thú bốn phía loạn chuyển, rêu rao khắp nơi. Bình thường võ giả đều sẽ ẩn tàng linh thú, tại thời điểm chiến đấu mới có thể phóng xuất, phụ trợ tác chiến. Nguyên lai là dạng này, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, cũng âm thầm đề phòng, vạn nhất ở bên trong tao ngộ học viện học viên, hắn phải cẩn thận đối phương đột nhiên thả ra linh thú, đánh cho hắn trở tay không kịp. Xa xa xa, nơi xa đột nhiên đi tới một nữ tử, tiền vạn quán vỗ vỗ giang giật bả vai nói còn có một lát thiên quân mộ tựu mở ra lão đại nắm chắc cơ hội đem cô nàng này làm cũng coi như không lưu tiếc nuối cút giang giật một cước đem tiền vạn quán đạp ra ngoài chiến vô xong cũng rất thức thời rời đi giang giật lúc này mới quay đầu lạnh nhạt nhìn qua đi tới nữ tử nhìn xem nàng kia một bộ váy vàng như một cái xinh đẹp như hồ điệp dáng người trong lòng của hắn khe khẽ thở dài Cơ thính vũ như thế trước mắt còn tới tìm hắn có ý tứ sao nàng đã có tâm thông đồng giang nghịch lưu hoặc là trưởng tôn vô kỵ, liền hẳn phải biết các nàng về sau không có khả năng lại trở thành bằng hiếu. Giang giật, cơ thính vũ nhẹ nhàng đi tới, một đôi mắt đẹp bên trong đều là ngưng trọng nàng cắn môi đỏ thở dài, người phải đi vào thật sao người đi vào sẽ chết. Giang giật không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn qua nàng, nhìn qua cái này thiên võ thành đệ nhất mỹ nhân, cái này cái thứ nhất coi trọng hắn đại gia tộc tiểu thư, tâm tình có chút phức tạp. Ai, ta biết nói cái gì đều vô dụng. Cơ thính vũ u nhiên thở dài, đột nhiên thân thể nhích lại gần, hai tay mở ra liền muốn ôm lại giang giật. a à, giang giật nghe được một cỗ nữ tử mùi thơm, thân thể bản năng cứng đờ, lại lập tức kịp phản ứng muốn tránh thoát đi. Nhưng cơ thính vũ câu nói tiếp theo để hắn bỗng nhiên tại nguyên chỗ, đừng nhúc nhích, kề bên này có người dám thị chúng ta. Cơ thính vũ cũng không có thật ôm lấy giang giật, cái này khiến hắn không có như vậy xấu hổ, bất quá nàng miệng nhỏ tiến đến giang giật bên tai, phun ra một cỗ u lan khí tức, để cả người hắn đều có chút run rẩy. Tiến vào thiên quân mộ về sau, người muốn trước tiên ẩn núp đi, Giang Nghịch lưu theo trấn Tây quân bên trong điều vài trăm người, một khi bị vây lại, người hữu tử vô sinh. Cơ thính vũ sau khi nói xong hai tay nhẹ nhàng tại Giang giật phía sau lưng vỗ vỗ, lúc này mới thối lui thở dài, giống như người chết, ngày này sang năm ta sẽ cho người đốt vàng mã. Cảm ơn, cơ thính vũ đã đi xa, Giang giật trên thân vẫn còn lưu lại trên người nàng mùi thơm, hắn nhìn qua kia bóng lưng xinh đẹp nội tâm càng thêm phức tạp ô ô một trận tập kết tiếng kèn vang lên giang giật lắc đầu không nghĩ nhiều nữa hướng xa xa đất trống đi đến thiên quân mộ muốn mở ra học viện bắt đầu tập kết học viên lão đại còn sống trở về ta ở đây đợi ngươi tiền vạn quán như u hồn chui ra ánh mắt nóng rực nhìn qua giang giật giang giật trùng điệp gật đầu nhếch miệng cười nói vạn quán lần này nếu là ta không chết ngày sau lại có thể có thành tựu về sau ai dám động đến ngươi ta giết hắn cả nhà. Bốn phía học viên nhanh chóng hướng phía trước đất chống đi đến, chờ đợi thiên quân mộ mở ra tiến vào, giang giật lần nữa nhìn tiền vạn quán một chút, dứt khoát hướng trước mặt đi đến. Tiền vạn quán đưa mắt nhìn giang giật rời đi, chờ hắn đi xa mới mặt mũi tràn đầy trịnh trọng thì thào, giang giật, chúng ta tiền ra sở dĩ có thể trở thành bảy đại gia tộc, vạn năm bất diệt, không chỉ có là nhà chúng ta có tiền, còn là bởi vì nhà chúng ta có thần kỳ tướng nhân bí thuật. Ta tiền vạn quán tướng nhân bí thuật mặc dù còn không có tu luyện tới sâu vô cùng chỗ, nhưng ta tự phụ tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm, người chinh chiến điểm cuối cùng. Tuyệt đối không phải cái này nho nhỏ thiên quân mộ, chương 113, giết ta, thiên quân mộ bên ngoài nhìn thật rất phổ thông, chỉ là một tòa phổ thông núi nhỏ đống, ngay phía trước là một khối to lớn vách đá, trước vách đá mới là một khối rộng lớn vô cùng mặt cỏ, giờ phút này dưới bãi cỏ đứng đầy người, liếc nhìn lại khoảng chừng năm, sáu ngàn người. Giang giật tự đứng tại cái này năm, 6.000 người bên trong, vừa rồi học viện triệu tập học viên phát biểu một phen, đơn giản giới thiệu một chút thiên quân một tình huống, còn để các học viên tiến vào bên trong muốn ngàn vạn cẩn thận, vạn sự không thể cậy mạnh, lẫn nhau hữu ái trợ giúp loại hình nói nhảm. Ai không thích bảo vật, rất nhiều người liều mạng đi vào không chỉ vì lịch luyện, càng nhiều hơn chính là bởi vì bên trong trí bảo. Thời khắc mấu chốt vì bảo vật cha ruột cũng dám giết, chứ nói chi là một cái học viện bạn học. Giang nghịch lưu cùng trưởng tôn vô kỳ cũng đứng tại cái này trong đội nhóm, trưởng tôn vô kỳ rõ ràng phục dụng địa giai thuốc chữa thương, nhìn thương thế khôi phục không tệ. Mặt ngoài xem ra bên cạnh hai người chỉ là mang theo bảy tám người, cũng đều là tử phủ cảnh ngũ lục trọng võ giả, chỉ có giang giật biết rõ, lần này hai người đi vào tuyệt đối mang theo bảy, tám trăm người trở lên. Cơ thính vũ cùng giang hận thủy lãnh thiên tiên liếu hà bọn người cùng một chỗ, nhân tình các học viên cũng nhao nhao tổ đội, chỉ có giang giật một người lẻ loi chơi trọi đứng thẳng, chiến vô song cùng tiền vạn quán đều tiếp vào hai tộc mệnh lệnh, không được tại trợ giúp giang giật đương nhiên ngoại trừ hai gia tộc người cho dù có người muốn cùng giang giật đi cùng một chỗ hắn cũng sẽ cự tuyệt trường tôn gia cùng giang gia thế lực quá lớn ai cũng không biết hai nhà ám tuyến có bao nhiêu còn có một người ngoại trừ giang giật nhìn thấy một đạo mỹ lệ thân ảnh nhanh chóng hướng hắn đi tới có chút kinh ngạc mà rất nhiều ánh mắt đi theo quét tới cũng đều là kinh nghi cùng ghen ghét nhất là giang nghịch lưu con mắt càng là có thể bốc lửa Tô đạo sư người cũng đi vào tầm bảo Giang giật trên mặt rất mau ra hiện mỉm cười, cái này như băng sơn nữ tử, luôn luôn có thể làm cho nội tâm của hắn cảm giác được ấm áp cùng an bình. Tô như tuyết không có xem giang giật, ánh mắt nhìn về phía phía trước vách đá, hờ hững nói ra, làm sao đạo sư liền không thể đi vào tầm bảo. Có thể, giang giật lạnh nhạt nói, cái này vạn long thiên quân bày ra cường đại cấm chế, thiên quân mộ 50 năm mở ra một lần, thần du cảnh dưới đây võ giả đều có thể đi vào, trở lên võ giả thì sẽ tự động bị cấm chế bắn ngược ra. Tô Như Tuyết thực lực còn tại tử phủ cảnh, tự nhiên có thể đi vào, học viện cũng có cái khác đạo sư tiến vào tầm bảo. Bất quá Giang giật rất nhanh thoại phong nhất chuyển, nói ra, người đi vào tầm bảo có thể, nhưng làm phiền ngươi đi ra điểm được không ta không thích cùng người khác cùng đi. Hừ, Tô Như Tuyết hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói ra, bản đạo sư thích đi đâu tự đi đâu ai muốn đi theo ngươi. Giang giật sắc mặt trầm xuống, đầu có chút lệch ra áp vào Tô Như Tuyết, hạ giọng nói ra, Tô Đạo Sư, đây không phải đi vào đùa, ngươi hẳn phải biết đi theo ta nguy hiểm cỡ nào. Tô Như Tuyết mặt không đổi sắc, cũng hạ giọng nói ra. Bản đạo sư không dạy qua ngươi sao võ giả cũng không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ có nội tâm cường đại mới có thể đạp vào đỉnh phong. Tô Như Tuyết Giang Giật cắn răng nghiến lợi quát khẽ. Ta không cần ngươi bảo hộ, cũng không cần ngươi thương hại, làm phiền ngươi đi ra được không? Giang Giật đồng học Tô Như Tuyết rốt cuộc quay đầu nhìn Giang Giật một chút, nàng rất nghiêm túc nói ra. Ta thật là đi vào tầm bảo. Ai? Giang Giật nhìn xem chưa này như nước nhưng nước nghiêng thành mặt trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn thấp giọng nói coi như ta van ngươi được không đừng làm rộn ông đúng lúc này phía trước trên vách đá đột nhiên sáng lên một đạo quang mang một cỗ cường đại đến khiến cho mọi người linh hồn đều run rẩy khí tức bao phủ tất cả mọi người ngay sau đó quang mang càng ngày càng sáng toàn bộ vách đá cùng sơn đống đều phát sáng lên quang mang kia đâm vào tất cả mọi người con mắt đều không mở ra được xa xa nhìn lại tựa hồ nơi này có một vòng trời sáng muốn dâng lên suy suy, vô cùng thần kỳ một màn phát sinh, nương theo lấy cái kia đạo ánh sáng, nguyên bản bóng loáng như gương không có một tia dấu vết trên vách đá đột nhiên xuất hiện một đạo môn, bất quá bởi vì bên trong đều là gai mắt quang mang, ai cũng không biết đạo môn bên trong là cái gì. Thiên quân mộ mở ra, hưu, vách đá phía trước nhất võ giả từng cái trên mặt lộ ra hưng phấn cùng cuồng hỉ, thân thể nhảy bắn mà lên, thẳng tắp xông vào cánh cửa ánh sáng kia bên trong biến mất không thấy. Hưu hưu hưu, Từng cái võ giả như sang sông Lý Ngư nhanh chóng sông vào cửa đá, chỉ là mấy lần trong trước mắt, đã sông đi vào mấy trăm người. Lăn đi, chớ cùng lấy ta, nếu không đời này ta không nhận ngươi người bạn này. Giang giật trên mặt lộ ra cấp bách chi sắc, hắn hung tợn trừng tô như tuyết một chút, thân thể hướng phía trước phóng đi, hai chân một điểm tiêu xạ tiến vào trong cửa lớn. Hắn biết rõ tiến vào đến càng sớm hắn sẽ càng an toàn, nếu không một khi cho Giang nghịch lưu người đi vào trước, bị vây chặt lên, hắn sợ là còn không có tầm bảo liền đã treo. Ha ha, tiểu nam nhân khởi sướng giận đến vẫn giấu giếm đáng yêu nha. Tô như tuyết cười nhạt một tiếng, lặng yên nỉ non một tiếng, tại giang giật vừa động thời điểm thân thể đi theo lướt tới, theo sát lấy giang giật phóng đi trong cửa lớn. Tiện nhân, giang nghịch lưu thân thể không nhúc nhích, hắn oán độc nhìn qua tô như tuyết bóng lưng, trong mắt sát y lóe lên. Hắn quay đầu nhìn về bên người một tên thủ hạ nhìn thoáng qua, người kia lặng yên làm thủ thế, nơi xa một đám người lập tức ngay ngắn trật tự hướng trong cửa lớn phóng đi. Hiu hiu hiu, vẹn vẹn nửa canh giờ, trên bãi cỏ mấy ngàn người toàn bộ tiến vào trong cửa lớn, chỉ để lại một chút lưu thủ thành viên. Sau nửa canh giờ đại môn lặng yên quan bế, vách đá cùng núi nhỏ trồng lên bạch sắc quang mang chậm rãi biến mất, cuối cùng bình tĩnh lại, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Ai, tề viện trưởng u u thở dài quay người hướng doanh địa đi đến, bên cạnh liếu viện trưởng cũng khẽ lắc đầu cảm khái nói, lần này tầm bảo đi vào bảy, Tám 000 người, không biết nửa tháng sau có thể còn sống ra có bao nhiêu có hay không một nửa. Cái này thiên quân trong mộ hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Giang giật sông vào sau đại môn, lại phát hiện bên trong là một cái siêu cấp lớn đại điện mà bên trong đại điện này cái gì cũng không có, chỉ có 10 tòa lóe ra quang mang thần bí tế đàn, lúc trước vào đây võ giả đều không có do dự chốc lát, tùy ý lựa chọn một tòa tế đàn vọt vào, thân thể lóe lên biến mất tại trong tế đàn. Đây là truyền tống trận, đi mau, chế chút bọn hắn người muốn tới. Một đạo lạnh băng băng thanh âm vang lên, giang giật bất đắc dĩ thở dài, còn chưa lên tiếng đại thủ bị một cái mềm mại tay nhỏ bắt lấy hướng một cái truyền tống trận bên trong phóng đi. Ông, một đạo bạch quang lấp lánh mà lên, giang giật bản năng nhắm mắt lại. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, lại nhìn thấy đi tới một cái xa lạ trong rừng, bốn phía một mảnh yên tĩnh cái gì cũng không có. Trong này quả nhiên là một cái thần kỳ không gian, giang giật đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy bầu trời một mảnh tối tăm mờ mịt, bốn phía căn bản không nhìn thấy bờ, rất là kinh dị cảm khái. Lập tức hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên hướng bên người xem xét, lập tức nổi giận, tô như tuyết, người không muốn sống nữa người nói người lớn như vậy một người, như thế nào cùng hai tử đồng dạng. Ha ha, tô như tuyết mở to mắt to, một mặt đùa cợt thần sắc, không thèm để ý chút nào nói ra, giang giật đồng học, người bao lớn dám giáo huấn bản đạo sư bản đạo sư năm đó ở Tam Vạn Đại Sơn một người trải qua nguy hiểm thời điểm, người còn tại bú sữa mẹ đâu. Nói nói. Tô Như Tuyết chính mình cũng nở nụ cười, lại có chút ngượng ngùng xoay mặt đi, dừng một chút, mới bình tĩnh nói ra, giang giật ngươi chứa nói nhảm, ta Tô Như Tuyết không thích nhất thiếu người ân tình, ngươi từng cứu mạng của ta, cũng bởi vì ta cùng giang nghịch lưu phát sinh xung đột, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi bị hắn giết chết. Ngươi nói cái gì cũng vô dụng, trừ phi ngươi có thể vứt bỏ ta, hoặc là giết ta, chương 114, truyền tống tuyệt sát cấm chế. Tô Như Tuyết đối với giang giật người này giác quan rất phức tạp hai người trải qua nhiều chuyện như vậy quan hệ cũng biến thành đạo sư không giống đạo sư bằng hữu không giống bằng hữu tỷ đệ không giống tỷ đệ người yêu không giống người yêu lần này tề viện trưởng lúc đầu kiên quyết ngăn cản tô như tuyết vào đây mạo hiểm nhưng nàng không yên lòng giang giật nàng biết mình không tiến vào giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì hắn sát lục chân ý phóng thích về sau không có nàng bí thuật hội một mực giết tiếp thẳng đến chiến tử có lẽ kiệt lực mà chết nàng kỳ thật vô cùng rõ ràng nàng vào đây đoán chừng cũng sẽ bồi tiếp sang giật cùng chết. Nhưng nàng không muốn để cho hối hận của mình, không muốn để cho chính mình thanh xuân lưu lại nửa điểm tiếc nuối. Nàng tổng cho rằng lúc còn trẻ liền nên tuân theo bản tâm, không quản sự tình là đúng hay sai, muốn làm nên đi làm. Sang giật thì triệt để bị nàng đánh bại, hắn nhìn qua tô như tuyết tấm kia quật cường gương mặt xinh đẹp, nặng nề thở dài, tô như tuyết, lần này nếu là không chết, ta giang giật thiếu ngươi một cái mạng, đi thôi nói xong giang giật nhanh chóng hướng phía trước chạy đi hắn nhất định phải dò xét tinh tường phụ cận địa hình tìm kiếm đường lui có tô như tuyết đi theo hắn cảm giác bả vai trách nhiệm lớn hơn hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót mang theo cái này mỹ lệ nữ đạo sư cùng một chỗ sống sót thiên quân mộ ở đâu bôn tẩu gần nửa canh giờ giang giật không hề phát hiện thứ gì bốn phía như trước vẫn là một mảnh rừng rậm không có yêu thú không có bất kỳ người nào tô như tuyết nháy nháy mắt nói ra người hỏi ta Ta hỏi ai thiên quân mộ 50 năm mở ra một lần, người thấy ta giống 50 tuổi người. Giang giật có chút im lặng, liếc mắt nhìn nhìn qua tô như tuyết nói, người vào đây trước đó, cũng không tìm hiểu thoáng cái thiên quân mộ tình báo. Tô như tuyết nhếch miệng, mỹ nhân liền là mỹ nhân, biểu môi động tác đều là như vậy yêu nhã, nàng ngượng ngùng nói ra ta bắt đầu không muốn lấy vào đây. Coi như ta không có hỏi, Giang giật triệt để bị cô nàng này đánh bại, tiếp tục hướng phía trước bôn tàu. Tiền vạn quán cho hắn tư liệu quá ít, chỉ là giới thiệu sơ lược thoáng cái thiên quân trong mộ tình huống nói nơi này là một cái kỳ dị lớn không gian chân chính thiên quân mộ liền tại bên trong mà cách mỗi khai một đoạn thời gian chân chính thiên quân mộ hội hiển lộ ra từ bên trong bay vụt ra rất nhiều bảo vật phân tán tại bốn phía có thể hay không đạt được bảo vật tự xem người tạo hóa vấn đề là trên tư liệu cũng không có nói thiên quân mộ ở đâu cũng không có cái này kỳ dị không gian địa đồ chờ chút bôn tẩu bên trong giang giật đột nhiên bước chân dừng lại để sau lưng tô như tuyết kém chút đụng phải hắn, tô như tuyết hồ nghi nhìn phía trước một trận, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, nghi hoặc hỏi thế nào. Phía trước có cấm chế, không biết là tuyệt sát cấm chế, vẫn là truyền tống cấm chế. Giang giật mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, tô như tuyết không nhìn thấy, hắn giờ phút này trong mắt dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thị lực, tự nhiên có thể xem nhất thanh nhị sở. Phía trước không gian có chút đặc thù, không khí lưu động có chút dị thường, không tới gần quan sát khẳng định không thể phát hiện hưu hắn từ dưới đất nắm lên một cái thạch đầu đối phía trước ném đi phía trước không gian đột nhiên một trận bạch quang lấp lánh kia thạch đầu biến mất vô tung vô ảnh truyền thống cấm chế tô như tuyết trong mắt to đều là kinh dị rất là khâm phục nhìn qua giang giật nói ngươi làm sao phát hiện ngươi đoán giang giật cười nhạt một tiếng thân thể đột nhiên vọt lên hướng bên cạnh cao nhất một viên cổ thụ bên trên bay đi tại đại thụ chỗ cao nhất hắn vung vẩy thanh minh kiếm chém nứt một đoạn thân cây lúc này mới như viên hầu bay vọt mà xuống Tô Như Tuyết Hiếu kỳ hỏi, người làm gì? Làm ký hiệu thôi, vạn nhất có địch nhân đuổi giết chúng ta, chúng ta có thể từ nơi này chạy trốn. Giang giật giải thích một câu, mang theo Tô Như Tuyết hướng bên cạnh xa xa lách qua, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trên đường đi hai người rất nhanh phát hiện rất nhiều vô hình cấm chế, đại bộ phận là truyền tống cấm chế, còn có mấy cái là tuyệt sát cấm chế. Kia tuyệt sát cấm chế uy lực kinh người, Giang giật mất đi một cái thạch đầu đi vào trong nháy mắt xoắn thành bột mịn, sợ là tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả đụng chạm đều hẳn phải chết không nghi ngờ có người bôn tẩu bên trong giang giật thân thể lần nữa một trận tôi như tuyết lại mặt mũi tràn đầy mơ hồ nàng bốn phía dò xét một phen căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào giang giật vẫn không khỏi phân trần kéo lên hướng bên trái bắn tới cuối cùng cùng với nàng cùng một chỗ trốn ở một viên cổ thụ phía trên xa 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 cũng không lâu lắm bảy tám người tự hướng bên này đi tới một đường cẩn thận từng ly từng tí dò xét mặc trên người lục sắc võ sĩ bào rõ ràng là một cái gia tộc tầm bảo đội ngũ. a à, giang giật người thần làm sao người biết có người đến. tô như tuyết trong mắt đẹp đều là chấn kinh ngạc, nàng xem giang giật như là nhìn xem một cái quái vật. mặc dù nàng cũng minh bạch, giang giật mặt ngoài thực lực chỉ có chú đỉnh cảnh lục trọng nhưng tổng hợp chiến lược lại đạt tới tử phủ cảnh, khẳng định có đặc thù át chủ bài hắn lần thứ nhất đi vào thần bia điện liền có thể xúc động sát lục thiên quân thần bia, trên thân tuyệt đối cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng đây cũng quá quỷ dị a. À. Ha ha, Tô đạo sư, không có bỏ cánh cam làm sao dám ôm đổ sứ sống ta cũng không phải chán sống, không nắm chắc bài ta dám đi vào chịu chết. Giang giật cười thần bí, thân thể hướng xuống mặt phiêu nhiên nhảy xuống. Hắn hắc sắc nguyên lực liền là át chủ bài, hắn tự tin vào đây có rất lớn sống sót cơ hội, liền là hắc sắc nguyên lực có thể tăng phúc thính lực. Nơi này bởi vì cấm chế phong ấn, vào đây thực lực võ giả tối cường chỉ có tử phủ cảnh đỉnh phong, thính lực của hắn tăng phúc phía dưới tuyệt đối có thể so sánh bọn hắn mạnh, sở dĩ hắn có thể sớm dò xét đến địch nhân, nhẹ nhõm tránh né. Người tiểu nam nhân này lai lịch ra sao chẳng lẽ là đặc thù chủng tộc? Tô Như Tuyết cũng không biết rõ ràng giật chân thực thân phận, Thiên Võ Thành lúc nàng mơ hồ đoán được Giang giật thân phận rất đặc thù, nhưng không thích thăm dò thêm, sở dĩ cũng không hiểu rõ nội tình, chỉ là biết rõ giang giật rất thần bí, giờ phút này lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Hai người tiếp tục tiến lên, bất quá đi tới đi tới giang giật bắt đầu vòng quanh, cũng không tiếp tục tiến lên liền tại phụ cận bồi hồi. Tô Như Tuyết đi theo hắn lượn quanh một vòng về sau, rốt cục nhịn không được hỏi thăm về đến, người đang làm gì không tìm kiếm thiên quân mộ. Không tìm, giang giật lắc đầu, trầm giọng nói ra, cái này kỳ dị không gian lớn như vậy, đoán chừng không có mấy tháng tuyệt đối chuyển không hết, cùng hắn mù quáng tìm kiếm, không bằng ôm cây đợi thỏ, nếu như ta đoán không lầm, thiên quân mộ chẳng mấy chốc sẽ hiển lộ ra. tô như tuyết nửa tin nửa ngờ, bất quá nàng là thường tin tưởng giang giật. hai người tại phụ cận dạo qua một vòng, giang giật tìm kiếm một viên cổ thụ to lớn, hai người trốn ở bên trong đối thanh thủy ăn lên lương khô. ông, đột nhiên một đạo rất nhỏ ba động truyền đến, đem hai người giật mình tỉnh lại. giang giật ngẩng đầu nhìn lên, hoảng sợ nói thiên quân mộ xuất hiện. a, à, tô như tuyết nhìn qua đỉnh đầu bầu trời, trong mắt đẹp đều là dị sắc. Nguyên bản mờ tối bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc quang mang, kim quang này càng ngày càng sáng, cuối cùng cả mảnh trời uổng phí đều biến thành kim sắc hải dương, mà một tòa to lớn bảo tháp đột ngột từ trên bầu trời ngưng hiện, kia tình cảnh tựa như thần thích, cho người ta theo nhục thể đến tâm linh chấn động. Tòa kia kim sắc bảo tháp khoảng chừng cao trăm trượng, dài rộng cũng đạt tới mười trượng, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, tựa như thần linh trong tay thần khí, uy áp mà thần thánh. Ông, bảo tháp đột nhiên tách ra kim sắc quang mang, sau đó bảo tháp phía dưới xuất hiện tám đạo cửa nhỏ, cửa nhỏ ra mấy chục kiện đồ vật, những vật này hướng tứ phía biện pháp bay đi, mà kia kim sắc bảo tháp thì chậm rãi biến mất giữa không trung, bầu trời cũng khôi phục lờ mờ. Bảo vật, đi, Giang giật đôi mắt sáng lên, hắn nhìn thấy có ba bốn kiện bảo vật bay vụt đến hắn phụ cận phương viên mấy trăm dặm chỗ. Mà kề bên này giống như cũng không có quá nhiều người hắn hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần ba kiện bảo khí, giống như vận khí tốt đoán chừng lần này liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giang giật, Người vận khí coi như không tệ, tô như tuyết cũng nhanh chóng đi theo bay vọt xuống tới, trên mặt đều là vui mừng. Giống như tự hoàn thành nhiệm vụ, hai người liền có thể tìm kiếm chỗ trốn, mãi cho đến nửa tháng sau thiên quân mộ tự động đem các nàng truyền tống ra ngoài, như thế hoàn mỹ nhất cực kỳ. Không được, nào biết, bản chiều một kiện bảo vật rơi xuống nất điểm chạy đi giang giật, đột nhiên thân thể nhất chuyển hướng một cái hướng khác chạy đi, hắn vừa đi vừa quát khẽ, đi mau, phía trước tới rất nhiều người, ít nhất có hơn một trăm cái. Rất có thể là Giang Nghịch Lưu người. Chương 115, Giang Biệt Ly, Thần Võ Quốc, Tây Phương Đại Thành đệ nhất, Giang Y Thành. Giang Hoài Thiên tướng gần nhất trôi qua rất không tệ, thân là chấn Tây quân bên trong thập đại thiên tướng một trong, hắn lại là Giang gia chi thứ con em cho nên vị rất là tôn vinh. Mà từ hắn dính vào Giang Nghịch Lưu về sau, thân phận càng là đề cao rất nhiều, đều có thể cùng chấn Tây quân ba vị thượng tướng quân nhưng so sánh. Tại Thiên Võ Thành Giang Vân Hải cho hắn 50 vạn tử kim. Cái này khiến cuộc sống của hắn trôi qua càng thêm thư thái. Trở lại Giang Y Thành sau hắn liền tiếp nhận thành nội lớn nhất Hồng Bài làm thiếp, gần nhất thời gian đơn giản cùng thần tiên. Báo, bên ngoài truyền đến tiếng truyền báo, đem đang ngồi ở tiểu thiếp gian phòng bên trong uống trà Giang Hoài giật mình tỉnh lại, hắn từ trong ngực mỹ nhân trong quần áo rút ra đại thủ, vỗ vỗ bờ vai của nàng, đứng dậy đi ra phía ngoài. Một tên quân sĩ quỳ một gối xuống trong sân, trong tay cao thổi phồng một phần mật báo giang hoài một tay tiếp nhận mở ra nhìn lướt qua tốt đẹp tâm tình lập tức ngã vào đáy cốc cái này mật báo là trấn tây quân xếp vào tại cả nước trinh sát chuyển đến nói chính là đêm hôm đó giang vân hải tập kích trưởng tôn vô kỵ sự tình trưởng tôn vô kỵ kém chút bị người giết trưởng tôn gia còn chết một tên thần du cường giả đại sự như thế tự nhiên không gạt được mà trưởng tôn gia gần nhất đang đuổi giết giang vân hải sự tình cũng rất nhanh bị tiềm phục tại thần võ quốc các nơi trấn tây quân trinh sát dò xét đến giang vân hải vì sao muốn ám sát trưởng tôn vô kỵ hắn không muốn sống sao giang hoài nghi ngờ thì thào hắn trầm ngâm một lát đôi mắt đột nhiên hàn quang lóe lên trầm giọng quát lập tức đi đem linh thú sơn học viện cái này đồng thời học viên danh sách lấy ra kia quân sĩ nhanh chóng lui ra chỉ là gần nửa canh giờ lần nữa lấy ra một phần mật báo giang hoài mở ra nhanh chóng quét qua sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt bởi vì hắn tại danh sách kia bên trên thấy được giang giật hai chữ đầu óc hắn phi tốc chuyển động rất nhanh sắc mặt càng ngày càng yếu ớt, thân thể đều run rẩy lên, hắn lần nữa quát khẽ nói, thế tử yêu cầu triệu tập 600 thiết huyết vệ, ở phương nào? Quân sĩ trầm ngâm một trận, rất mau trở lại nói, hồi tướng quân, kia 600 thiết huyết vệ đã toàn bộ tiến vào thiên quân mộ. Xong, Giang Hoài nuốt một miếng nước bọt, một phát bắt được kia quân sĩ cổ áo nhấc lên, quát vương ra đâu, vương ra trở về không có. Không biết, quân sĩ trên mặt đều là hoảng sợ, nhưng lại không biết cái này thiên tướng đại nhân vì sao như thế nổi giận. ầm um, Giang Hoài tướng quân sĩ trùng điệp ném ra ngoài, thân thể trong sân đi qua đi lại, nôn nóng không thôi. Hắn mặc dù không xác định Giang giật thân phận, nhưng cũng đoán được 89 phần 10, Giang Vân Hải để hắn không nên hỏi nhiều, không cần nhiều quản. Hắn cũng minh bạch đây là trấn Tây Vương việc nhà tự nhiên không dám quản nhiều, trở lại Giang Y Thành rất nhanh liền vứt ở một bên. Đoạn thời gian trước, Giang Nghịch lưu truyền đến mệnh lệnh để hắn điều 300 thiết huyết vệ, Hắn biết được Giang Nghịch Lưu muốn vào Thiên Quân mộ chơi đùa, cũng không có suy nghĩ nhiều. Người trẻ tuổi nha, luôn yêu thích mạo hiểm tầm bảo loại hình, mặc dù tự mình điều binh làm trái quân lệnh, bất quá Giang Hoài cũng không sợ, coi như trấn Tây Vương biết rõ, tối đa cũng là một trận trách mắng. Đằng sau Giang Nghịch Lưu lần nữa truyền lời lại điều 300 thiết huyết vệ, Giang Hoài có chút kinh nghi, dù sao 300 thiết huyết vệ đủ để bảo hộ Giang Nghịch Lưu an toàn, bất quá cuối cùng hắn cũng không dám mỗ nghịch Giang Nghịch Lưu mệnh lệnh. Cho tới giờ khắc này, hắn thu được Giang Vân Hải ám sát trưởng tôn vô kỵ tình báo mới tỉnh ngộ tới, Giang Nghịch Lưu điều cái này 600 người cũng không phải đi bảo hộ hắn tầm bảo, mà là đi giết Giang Giật, hai vị thế tử điện hạ khai chiến, Giang Hoài mặc kệ, cũng không dám quản. Nhưng hắn thế nhưng là điều 600 người cho Giang Nghịch Lưu, vạn nhất Giang Giật chết rồi, cho Trấn Tây Vương biết rõ, đầu của hắn khẳng định phải rơi xuống đất. Hưu, đúng lúc này, phía bắc bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, một cỗ màu hoàng kim cự liễn phá không mà đến, vô số thành nội quân sĩ cùng con dân sau khi thấy lập tức một gối quỷ xuống, quát lớn tham kiến vương gia. Vương gia trở về, giang hoài hổ khu chấn động, con người lấp lóe vài vòng, trên mặt lộ ra một tia quả quyết, thân thể đột nhiên bắn tới, hướng trong thành một tòa cự đại trạch viện phóng đi. Tham kiến tướng quân đại nhân, rất nhanh giang hoài đã tới chấn tây vương phủ, gác cổng là một đội chấn tây quân, nhìn thấy hắn vội vàng quỳ xuống, giang hoài một câu không nói chạy như bay, phía trước viện vừa vặn nhìn thấy kia cự liễn chậm rãi rơi xuống. Tất cả mọi người lui ra, tiền viện có rất nhiều hạ nhân đến đây nghinh đón, Giang Hoài trầm giọng chợt quát một tiếng, đối cự liễn bên trong một cái ma thần khôi ngô nam tử một gối quỳ xuống quát, Giang Hoài tham kiến vương ra, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Trấn Tây Vương Giang Biệt Ly, niên kỷ nhìn ba bốn mươi tuổi khoảng chừng dáng người khôi ngô đến cực điểm, khuôn mặt như đau gọt phủ đúc, hắn mặc một thân trường bào màu tím, rộng eo nhỏ, một đôi mắt hổ bên trong không có nửa điểm tâm tình chập chờn nhưng cho người ta một loại không giận tự huy cảm giác. Trên người hắn cũng không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài, lại làm cho Giang Hoài cảm giác được một cỗ vô hình áp lực bao phủ hắn, để hắn có chút hít thở không thông. Giang Biệt Ly vung tay lên, bốn phía hạ nhân quân sĩ toàn bộ thối lui, hắn lúc này mới hờ hững nhìn qua Giang Hoài nói chuyện gì. Mà tướng tội chết, Giang Hoài đầu thật sâu thấp, lúc này mới trầm giọng nói ra, thế tử điện hạ đoạn thời gian trước truyền lệnh để cho ta triệu tập 600 thiết huyết vệ đi thiên quân mộ, mà tướng không dám vi phạm thế tử điện chủ trị ý. Hôm nay mới thu được tình báo, hắn lần này triệu tập thiết huyết vệ là muốn đánh giết một cái gọi giang giật linh thú sơn học viên. Giang biệt ly nhướng mày, có chút không hiểu nói ra, giang giật là người phương nào nghịch nhi vì sao muốn giết hắn. Giang hoài ngẩng đầu nhìn giang biệt ly một chút, cắn răng quát cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng, bất quá ta điều tra đến, có người xưng hô Giang giật là thiếu chủ, hắn gọi. Giang Vân Hải, Giang Vân Hải, Giang biệt ly mắt hổ bên trong đột nhiên bắn ra từng đạo hàn quang, trên thân một cỗ cuồng bạo khí thức phóng xuất ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trấn Tây Vương Phủ, để vô số người cảm giác trời muốn sập xuống tới, mà hắn phía trước Giang hoài cả người đều bị cỗ khí thế này đặt ở trên mặt đất phủ phục không tầm thường. Thiếu chủ, Giang biệt ly thì thào hai tiếng, đột nhiên quát lớn, Giang nhân đồ. Hưu, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt theo trong góc vọt ra, cả người đều là rét lạnh sát khí, hắn ôm quyền quát khẽ nói, vương ra. Giang biệt ly quát lớn, lập tức cho ta đi điều tra Giang Vân Hải cùng Giang giật sở hữu tư liệu, trong vòng nửa canh giờ, ta muốn biết. Giang giật chuẩn xác thân phận, hưu, Giang nhân đồ một câu không nói, thân thể lóe lên biến mất trong bóng đêm. Giang biệt ly cũng thu liếm khí tức trên thân, ánh mắt nhìn qua bên ngoài viện bầu trời một câu không nói, Giang hoài thì một mực tại trong sân bò lổm mồm, một cử động cũng không dám sau nửa canh giờ giang nhân đồ trở về hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trầm giọng nói vương ra căn cứ tư liệu biểu hiện giang vân hải năm đó đi theo áo tiểu thư rời đi vương phủ tại ba năm sau đột nhiên nhận nuôi hai đứa bé trở lại thiên võ thành trong đó một cái liền là giang giật giống như giang vân hải thật tôn xương giang giật là thiếu chủ như vậy hắn rất có thể là ngài cùng áo tiểu thư hải tử oanh giang biệt ly đột nhiên đưa tay một trưởng hướng giang hoài trùng điệp vỗ tới một đạo khí lưu vô hình phất qua, Giang Hoài cả người đều bị đập bay ra ngoài hơn 10 trượng, trực tiếp hôn mê trên mặt đất, sinh tử chưa biết. Giang Biệt Ly nhìn cũng không nhìn Giang Hoài một chút, quay đầu đối Giang Nhân đổ quát, người lập tức dẫn đầu một vạn sát thần vệ tiến đến thiên quân mộ. Giang giật giống như không chết, cho ta đem hắn mang về, giống như chết cũng đem thi thể mang về. Mặt khác, cắt ngang Giang nghịch lưu hai cái đùi mang đến cho phu nhân, để nàng hảo hảo quản giáo con của mình. Giống như quản giáo không được, liền để mẹ con các nàng tất cả cút ra Giang Y Thành. chương 116, rực rỡ như hoa. Giang giật không biết mình thân phận đã bị Giang Biệt Ly biết rõ, hắn cũng không biết một vạn đại quân trùng trùng điệp điệp bằng nhanh nhất tốc độ hướng thiên quân mộ đánh tới chấp nhoáng, hắn chỉ là biết rõ hắn rất phiền toái. Hắn bằng vào thính lực trước tiên nghe được nơi xa hơn 100 người tề bôn tiếng bước chân về sau, lập tức mang theo tô như tuyết hướng bên cạnh chạy trốn mà đi, kia biết đám người kia lại bám theo một đoạn mà đến. Bôn tàu một hồi, Tô Như Tuyết mặc dù nghe không được tiếng bước chân, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được đằng sau truyền đến một cỗ vô hình sát khí, nàng cau mày nói ra ta mang ngươi đi thôi, tốc độ ngươi quá chậm. Nói Tô Như Tuyết nắm lên giang giật cánh tay, toàn lực mang theo hắn lao nhanh, Tô Như Tuyết là tử phủ cảnh ngũ trọng, tốc độ cao nhất lao nhanh phía dưới tốc độ thoáng cái nhanh. Nàng dựa theo giang giật chỉ thị, bôn tẩu một khoảng cách lập tức chuyển hướng, liên tiếp chuyển hướng 4-5 lần, bôn tẩu ra ngoài hơn 10 dặm, lúc này mới khẩn trương hỏi còn đi theo sao đi theo, Giang giật mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, rất là nghi hoặc lầm bẩm nói, những người này là ai vì sao một mực chết đuổi theo chúng ta không thả, còn có bọn hắn làm sao biết chúng ta đường chạy trốn vì sao chúng ta nhất chuyển hướng bọn hắn lập tức đi theo chuyển hướng, tựa hồ có thể biết trước. Ách, tô như tuyết đôi mắt đẹp nhất chuyển, đột nhiên tiến đến Giang giật trên thân người một cái, sắc mặt dây lát biến, trầm giọng nói, ta biết nguyên nhân, trên người ngươi có cỗ nhàn nhạt mùi thơm, ngay từ đầu ta vẫn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy quái dị, rốt cuộc hiểu rõ đây là thất lý hương hương vị truy thung chuyên dụng hương liệu trong ba ngày căn bản tiêu trừ không được giang giật người đúng là ngô xuân bị người hạ bộ còn không biết thất lý hương gài bẫy giang giật sắc mặt khẽ giật mình trong đầu của hắn đột nhiên hồi tưởng lại vào thiên quân mộ trước đó cơ thính vũ tới tìm hắn còn không hiểu thấu cùng hắn ôm một cái hắn lúc ấy không để ý nghĩ đến nhất định là nàng động tay chân cơ thính vũ giang giật lẩm bẩm hai tiếng sắc mặt lạ thường bình tĩnh hắn không có bị người đổi chắc nổi giận chỉ là có loại không hiểu bi ai. Mặc dù hắn biết rõ cùng cơ thính vũ hội càng chạy càng xa, lại không nghĩ rằng nữ nhân này nhanh như vậy đảo hướng giang nghịch lưu, còn lợi dụng tín nhiệm của hắn thành công cho hắn hạ một cái lồng, một cái không cách nào giải khai chết bộ. Bởi vì bên trái đằng trước cùng phải phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, rất rõ ràng đối phương viện quân tới, bắt đầu bọc đánh bọn hắn. Tới đi, muốn ta gian giật mệnh, liền muốn trả giá bằng máu. Giang giật trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lệ khí, vốn cho là bằng vào hắc sắc nguyên lực lá bài tẩy này có thể trong này nhẹ nhõm tự vệ, lại không nghĩ rằng đối phương át chủ bài mạnh hơn, đơn giản để hắn không thể trốn đi đâu được. Đã trốn không thoát, vậy liền tử chiến đi, bất quá. Tử chiến trước đó hắn nhất định phải đem sự tình an bài tốt. Tô đạo sư, hướng bên trái đi, bên kia có cái truyền tống cấm chế. Giang giật con người nhất chuyển, quát khẽ một tiếng, tô như tuyết lập tức hướng hắn chỉ dẫn phương hướng lao nhanh. Không có qua quá lâu quả nhiên liền phát hiện nơi xa một cái truyền tống cấm chế, nơi đó giang giật lưu lại rõ ràng ký hiệu. Hiu, hiu, tại hai người vừa mới đến cấm chế phụ cận, những cái kia truy tung người rốt cục lộ ra bộ mặt thật, ba đội nhân mã theo ba phương hướng chạy tới, nhân số nhiều đến ba, bốn trăm người. Toàn bộ đồng phục màu đen võ sĩ bào, khuôn mặt trầm tựu, bôn tẩu im ắng, hành động có thứ tự, rõ ràng là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp trong quân tinh nhuệ. Tô Như Tuyết cùng Giang giật tại ba bầy trên thân người đảo qua về sau, khóe miệng đều lộ ra vẻ đùa cợt, bọn hắn ở bên trong thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, Cố Sơn Hà. Cố Sơn Hà là Giang nghịch lưu chó săn, đám người này thân phận không cần nói cũng biết, Trấn Tây quân thiết huyết vệ. Tô Đạo Sư ngươi đi trước, ta ngăn cản một hồi liền đến, bằng không bọn hắn sẽ cùng theo truyền tống tới. Giang giật người uốn éo thoáng cái, thoát khỏi Tô Như Tuyết tay, hắn hướng phía trước đi hai bước, cõng có chút cong lại, trên mặt đều là vẻ dữ tợn giống như là một cái tuyệt địa cô lang, chuẩn bị liều chết một kích. Ha ha, sang giật ngươi làm ta là ba tuổi tiểu hài. Nào biết tô như tuyết cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay bắt lấy giang giật cánh tay, đột nhiên đem hắn kéo một cái, cưỡng ép mang theo hắn vọt vào truyền tống trong cấm chế. Ông, phía trước một khối trong sân cỏ, lúc đầu cái gì cũng không có, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, giang giật cùng tô như tuyết thân ảnh đột một tại trong bạch quang biến mất, bị truyền tống lái đi truyền tống cấm chế truy, Cố Sơn Hà ngay từ đầu nhìn thấy Giang Giật không thể trốn đi đâu được, khóe miệng lộ ra tàn cười. Nào biết đột nhiên xảy ra dị biến, hai người lại vận khí tốt như vậy thoáng cái đụng phải truyền tống cấm chế lập tức hắn chợt quát một tiếng lập tức dẫn người hướng truyền tống cấm chế chạy như điên. Tô đạo sư, ngươi làm gì ngươi mang theo ta căn bản trốn không thoát. Giang Giật cảm giác một đạo bạch quang hiện lên, trước mắt hình tượng lần nữa biến hóa, không nhịn được có chút tức giận mắng nói. Tô Như Tuyết không nói một lời, một cái tay dùng sức bắt lấy giang giật cánh tay, đoạt mệnh lao nhanh. Nàng bôn tẩu một khoảng cách về sau, lúc này mới nhìn qua giang giật cả giận nói, bớt nói nhiều lời, muốn chết cùng chết. Còn đứng ngây đó làm gì tranh thủ thời gian tìm kiếm truyền tống cấm chế chỉ cần chúng ta có thể liên tục truyền tống ra ngoài, liền có thể vứt bỏ bọn hắn. Mỹ nữ bão nổi, giang giật không dám lại nói nói nhảm, vội vàng mở to hai mắt bốn phía giò xét, tìm kiếm truyền tống cấm chế. Nhưng mà, Nữ thần may mắn tựa hồ cũng không có đứng tại hai người bên này, ở phía sau truy binh tiếp cận mấy chục trượng khoảng cách lúc, hai người còn không có tìm tới truyền tống cấm chế, phía sau truy binh bên trong rõ ràng có so tô như tuyết thực lực cao rất nhiều cường giả, không ngừng tại rút ngắn khoảng cách của song phương. Ha ha, xem các người trốn nơi nào, đằng sau điên cuồng đuổi theo cố sơn hà nhìn thấy hai người như con ruồi mất đầu loạn chuyển, trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, đối bên cạnh một tên thủ hạ hạ lệnh, phát tín hiệu cho thế tử điện hạ, liền nói phát hiện mục tiêu phía trước có một cấm chế, ngay tại giang giật nội tâm cấp bách vạn phần lúc, đột nhiên phát hiện phía trước không gian không khí lưu động có chút dị thường hắn lập tức đại hỉ, đưa tay chặt đứt một cái nhánh cây hướng phía trước đột nhiên ném mạnh mà đi. Suy suy, một đạo bạch quang lấp lánh, nhánh cây kia trong nháy mắt biến thành bột mịn, giang giật cùng tô như tuyết liếc nhau, từ đối phương trong mắt đều thấy được tuyệt vọng, cấm chế này lại là tuyệt sát cấm chế, đụng chạm hẳn phải chết. Trốn không thoát, đánh đi, giang giật, của ta bí thuật nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi chém giết ba tên tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh, còn lại tự xem ngươi. Tô Như Tuyết thân thể đột nhiên ngừng lại, trên mặt nàng lộ ra một tia tuyệt nhiên, chậm rãi rút ra đeo ở hông trường kiếm, khuôn mặt thêm mỹ như một đóa sẽ tỏa ra hoa quỳnh. Hưu, 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 truy binh phía sau rốt cục đuổi theo tới, ba, 400 người thành hình quạt bọc đánh tới, chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền đem hai người vây lại, hai người không thể trốn đi đâu được. Cố Sơn Hà trong tay cầm một cái bốc lên hồng quang bảo kiếm, ánh mắt lạnh lùng tại giang giật trên thân đảo qua, hét lớn, nam giết chết, nữ bắt sống, thế tử điện hạ nói, cái này hắn muốn sống sống ngược sát. Ngược sát, giang giật chậm rãi lấy ra thanh minh kiếm, nội tâm dâng lên sát ý vô tận, trong mắt bắt đầu biến đỏ, hắn đột nhiên quay người nhìn tô như tuyết một chút, rất là nghiêm túc nói ra tô như tuyết, giống như lần này chúng ta có thể may mắn không chết. Về sau có người dám trêu chọc ngươi, ta sống dốc xương lóc thịt hắn, có gia tộc trêu chọc ngươi, ta đổ hắn toàn tộc, có các nước chư hầu dám trêu chọc ngươi, ta diệt hắn một nước. Đây là, ta giang giật hứa hẹn, giết, hưu, nói xong, giang giật thân thể nhanh chân như lưu tinh hướng phía trước phóng đi, mỗi lần đi một bước sát khí trên người tự cường đại một phần, trong mắt hồng quang nồng đậm một phần. Tại bôn tẩu ra ngoài 10 triệu thời điểm, đôi mắt của hắn đã đỏ như tiên huyết, như địa ngục đi ra ác ma, làm người sợ hãi. Một cỗ vô cùng kinh khủng sát khí bao phủ phương viên vài dặm, tựa như trong đêm đông đột nhiên rơi ra băng vũ, để sở hữu đuổi theo trấn Tây quân không rét mà run. Tốt, giang giật, ta nhớ cái người hứa hẹn, cho nên chúng ta đều phải cẩn thận còn sống. Tô như tuyết cười, trong mắt cũng sáng lên hai đạo yêu dị tử quang, tại lạnh thấu xương sát khí bên trong như một đóa tuyết liên hoa tỏa ra, rực rỡ như hoa, đẹp đến nỗi lòng người say. chương 117, Địa ngục ác ma, giết, cố Sơn Hà cảm nhận được kia lạnh lẽo như đông vũ sát khí, sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng, hắn rốt cuộc minh bạch Giang Giật là như thế nào đánh giết tử thần mấy cái thích khách, còn có tiêu đạo sư bọn hắn. Giang Giật xúc động sát lục thiên quân thần bia cấm chế việc này hắn hơi có nghe thấy, giờ phút này lại là trong nháy mắt hiểu được. Bất quá trong lòng hắn cũng không cho rằng, Giang Giật có thể đem bọn hắn thế nào, bởi vì hắn mang theo là hơn 300 chấn tây quân tinh nhuệ, bên trong còn có 4 tên tử phủ cảnh đỉnh phong thiết huyết vệ thống lĩnh. Sở dĩ hắn đan kiếm nhất phung, quát lớn, giết. Giết hơn 300 người trấn Tây quân toàn bộ quát lớn, hướng giang giật cùng tô như tuyết phóng đi, trong quân tinh nhuệ binh sĩ cái nào trên tay không có hơn 10 đầu mạng người sát khí trên người càng là vô cùng cường đại, mấy trăm người sát khí thoáng cái đem giang giật thả ra sát khí ép xuống. Tới đi, muốn giết ta giang giật người, đều muốn có chết giác ngộ. Giang giật ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, tóc đen bay phấp phới, trong mắt hồng quang lần nữa sáng lên, một cỗ so vừa rồi càng khủng bố hơn mấy lần sát khí từ trên người hắn bắn ra mà ra, trong nháy mắt để không khí bốn phía đều ngừng lưu động. Giữa sân không khí ngột ngạt đến cực điểm, rất nhiều thực lực thấp binh sĩ càng là thân thể run lên, toàn thân như nhũn ra, bước chân rốt cuộc không bước ra đi một bước. Thật là khủng khiếp sát khí, bốn tên tử phủ cảnh đỉnh phong thống lĩnh đảo mắt một vòng, phát hiện đại bộ phận thủ hạ trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, còn lại mấy tên tử phủ cảnh thất bát trọng đội trưởng đôi mắt cũng lấp lóe không ngừng, hiển nhiên bị sát khí này ảnh hưởng rất lớn, không nhịn được âm thầm kinh hãi bốn người cũng không do dự quá lâu, toàn bộ nguyên lực vần quanh khí thế toàn thịnh hướng giang giật phóng đi. theo bọn hắn nghĩ giang giật coi như lại cũng không phải bọn hắn đối thủ, còn như tô như tuyết thì không nhìn thẳng. a, à, bốn người khẽ động, lập tức cảm giác được khác biệt, sắc mặt dây lát biến. bốn người phát hiện tốc độ vậy mà chậm không chỉ một lần, nguyên lực vận hành tốc độ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp, sức chiến đấu của bọn họ lại bị giang giật sát khí trong lúc vô hình áp chế một nửa trở lên. ông, đúng lúc này. Tô Như Tuyết trong mắt tử quang đột nhiên đại thịnh, hai đạo tử sắc tia sáng đột nhiên bắn ra mà ra, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt chui vào rời đi giang giật gần nhất một vị thống lĩnh trong đầu, kia thống lĩnh mắt trợn trắng lên lại trực tiếp ẩm vang ngã xuống đất, sinh tử chưa biết. Ừ, còn lại ba tên thống lĩnh toàn bộ đôi mắt co rụt lại, nguyên bản bọn hắn thấy được Tô Như Tuyết trong mắt tử quang, nhưng không có cảm giác đến khí tức nguy hiểm, mấy người đều không có để ý, giờ phút này lại phát hiện uy lực lớn như vậy. Thực lực bị giang giật sát khí áp chế, những người còn lại căn bản không trông cậy được vào, giống như tô như tuyết có thể nhẹ nhõm chém giết ba người bọn họ, như vậy cái này chiến còn đánh cái cái dám A à Giang giật cùng tô như tuyết hai người liền có thể để bọn hắn đoàn diệt. Đừng sợ, nàng phóng thích không được mấy lần bí thuật. Một vị thống lĩnh nhìn thấy tô như tuyết thân thể lay động một cái, sắc mặt tái nhợt như tuyết, lập tức hung quang chợt lách người con hướng tô như tuyết phóng đi, hai người khác liếc nhau, một người đi theo hướng tô như tuyết phóng đi, một người thì hướng giang giật đánh tới. Chết! chết, giang giật bản chiều kia thống lĩnh đánh tới, nhưng tôi như tuyết xuất thủ để cái này thống lĩnh thoáng cái trong nháy mắt tử vong, hắn đã mất đi mục tiêu chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước phóng đi, rất nhanh vọt vào trong đám người, bắt đầu vung vẩy thanh minh kiếm nhất trận loạn vũ. a à, thảm kịch phát sinh, đại bộ phận trấn Tây quân thực lực cũng không mạnh, bất quá đều là trong quân lão thủ, thường xuyên tại đường danh sinh tử chém giết, có được một bộ hợp kích giết địch chiến thuật, liên thủ đối địch huy lực rất lớn. Chỉ là giờ phút này, bọn hắn toàn bộ bị sát lục chân ý áp chế rất nhiều người ngay cả động cũng không động được còn thế nào liên thủ hợp kích đối địch duy nhất có thể cùng giang giật đối đầu mấy chiêu chỉ có mấy tên tiểu đội trưởng cấp bậc võ giả đáng tiếc thực lực của bọn hắn bị áp chế đến càng quá lợi hại tốc độ lực lượng năng lực phản ứng đều cùng đỉnh phong thời kỳ cách biệt quá xa quá xa mà giang giật thì không có nửa điểm bị ảnh hưởng hắn còn lâm vào trạng thái bùng nổ hung hãn không sợ chết chỉ biết là bằng nhanh nhất tốc độ chém giết hết thảy địch nhân kiếm tại múa huyết tại phiêu, tay cụt tại bay tứ tung, đầu người tại nhấp nhô. Chỉ là trong chốc lát, giang giật trên thân không biết chịu bao nhiêu đau, nhưng hắn bốn phía đã ngã xuống bốn năm mươi bộ thi thể. Hắn giết người tốc độ đơn giản cùng cắt sơm dạ không có gì khác biệt. Chết, kia thống lĩnh rốt cục chạy tới, trong tay hắn chế thức chảm mã đao như cực nhanh thật cao vung lên, trùng điệp hướng giang giật phía sau lưng đánh xuống, mà giang giật lại hoàn toàn không có phát giác, vẫn như cũ hướng phía trước cuồng sông mà đi, thu gạt lấy chấn Tây quân sinh mệnh. Yêu, hai đạo tử quang phá không mà đến tốc độ như nửa đêm thiểm điện. Tại kia thống lĩnh còn không có giật mình trước đó đã chạm vào trong đầu của người này. Cái này thống lĩnh ẩm vang ngã xuống đất đồng thời tôi như tuyết thân thể bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Người giữa không trung há mồm phun ra một ngụm máu tươi phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tôi như tuyết thực lực vốn cũng không mạnh, vừa rồi tại hai tên tử phủ cảnh đỉnh phong thống lĩnh vây công hạ mấy lần suýt nữa bị đánh giết. Nếu không phải hai vị thống lĩnh kiêng kị nàng tím mị thần quang sợ là đã sớm bị trọng thương. Giờ phút này nàng phóng thích bí thuật nghĩ cách cứu viện giang giật, hai người tự nhiên toàn lực xuất thủ, trùng điệp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Hưu, một tên thống lĩnh đem tô như tuyết đánh bay về sau, thân thể một lát không dừng lại, nhanh chạy mấy bước, một đầu đá ngang tại tô như tuyết còn chưa rơi xuống đất lúc thật cao vung lên, sau đó đối sống lưng của nàng hung hăng đánh xuống. Giang giác, một đạo thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, tô như tuyết tấm kia như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp đau đến bắt đầu vặn vẹo, thân thể của nàng bị trùng điệp bổ tới mặt đất, xương sống eo đầu hoàn toàn đứt gãy, thân thể triệt để không thể động đậy. Ừ, lâm vào trạng thái bùng nổ, mất đi thần trí giang giật giờ khắc này lại đột nhiên thân thể run lên, cái kia huyết hồng ánh mắt đột nhiên quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy tê liệt trên mặt đất toàn thân không ngừng co quắp, trong miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết tô như tuyết, hắn tâm đột nhiên tê dần. Đó là một loại không hiểu tình cảm, một loại bản năng đau lòng, một loại đến chi sâu trong linh hồn đau lòng. A, à, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, tóc đen cùng thanh bào không gió mà bay, cả người đều là tiên huyết, như một cái địa ngục ác ma kinh khủng, thân thể của hắn sát khí lần nữa cường đại một phần, thân thể như hồng hoang mãnh thu hướng tô như tuyết bên cạnh hai tên thống lĩnh phóng đi. Trong nháy mắt này, thần trí của hắn tựa hồ thanh tỉnh một chút, cũng tựa hồ nắm giữ một tia khống chế sát lục chân ý quyết khiếu. Một mực dấu ở trong tay áo tay hắc quang lạng yên lóe lên, hắn mặt ngoài lại giả vờ làm cùng vừa rồi giống nhau như đúc, thân thể mạnh mẽ đâm tới mà đi chết đi cái này hai tên thống lĩnh không có phát hiện giang giật dị dạng không nghi ngờ lừa dối cố sơn hà nói không thể chém giết tô như tuyết sở dĩ hai người đều không dám hạ sát thủ bất quá giang giật nha hưu hai thân ảnh mà đến mặc dù tốc độ bị hạn chế quá lớn nhưng vẫn như cũ so giang giật nhanh hơn trong tay hai người chả mã đao nguyên lực vần quanh quang mang bắn ra bốn phía như hai thanh tử thần liêm đao một trái một phải hướng giang giật phóng tới chết giang giật trong tay thanh minh kiếm đột nhiên bay đi phúc vũ kiếm thức thứ ba thu ý tiêu sắt phóng thích đồng thời hắn một cái tay khác như thiểm điện nâng lên một đạo hắc sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất cùng thanh minh kiếm nhất trước một sau đồng thời hướng một tên thống lĩnh vào tới diệt thần nỏ khởi động ầm um, kia thống lĩnh nhìn thấy thanh minh kiếm phóng tới bản năng thu hồi trả mã đao nghĩ ngăn cản thoáng cái nhưng hắn quên đi một điểm tốc độ của hắn so bình thường chậm một nửa hắn chả mã đao căn bản không kịp rút về thanh minh kiếm liền sẽ bắn thủng thân thể của hắn. Chờ hắn tỉnh ngộ lại, cuống quyết hướng bên cạnh né tránh lúc, nhưng lại phát hiện một đạo hắc quang lóe lên, diệt thần nỏ bắn tới. Giang giật tựa hồ tính sẵn rồi kia thống lĩnh muốn tránh né vị trí, cung tên thẳng tắp bắn vào cái này thống lĩnh trong cổ, trong nháy mắt chém giết tên này thống lĩnh. Chết, một bên khác còn lại tên kia thống lĩnh giật mình, nhưng hắn không hổ là xa trường trong đống xác chết bỏ ra tới lão binh, trường đao không có chút nào dừng lại đối giang giật đầu hung hăng đánh xuống chương 118, trên hoàng tuyển lộ chờ lấy ta. Bạo nguyên trưởng, thanh minh kiếm không còn, diệt thần nỏ không kịp lắp đặt cung tên, sống chết trước mắt giang giật duy nhất bằng nhanh nhất tốc độ phóng thích bạo nguyên trưởng hướng đối phương trường đao đập tới. Oanh, một đạo kinh thiên nổ vang, trường đao bị đánh bay ra ngoài, bởi vì bạo nguyên trưởng ngay tại giữa hai người bạo tạc, thân thể hai nhân đồng thời bị tạc bay, giang giật thụ thương nghiêm trọng nhất, nửa người đều máu thịt be bé bét, vô cùng thê thảm. Tiểu tử, chết đi, thống lĩnh trên thân áo bảo vỡ vụn, bất quá thuộc thương rõ ràng không nghiêm trọng, hắn nắm lên trên mặt đất trường đao, thân thể lần nữa nhảy lên thật cao hướng giang giật cuồng sông mà tới. Giết, giang giật thân thể thụ trọng thương, sát khí trên người tại thời khắc này cũng yếu đi không ít, phụ cận tiểu đội trưởng cấp bậc võ giả cảm giác trên vai áp lực nhẹ đi, lập tức toàn bộ nổi giận hướng giang giật vọt tới, trong con người đều là sát khí cùng tức giận. Chết, ta cũng không chết tại các ngươi đau hạ. Giang giật một tay trên mặt đất vỗ, tràn đầy huyết mặt lộ ra giữ tận ý cười, hắn thật sâu hướng trên mặt đất còn tại thống khổ có quắp tô như tuyết nhìn một cái, thân thể lại hướng phía trước tuyệt sát cấm chế tiêu xạ mà đi. Cái kia tuyệt sát cấm chế, chấn tây quân hiển nhiên cũng dò xét đến, nhìn thấy giang giật hướng bên kia phóng đi, toàn bộ đều không nhúc nhích, đùa cợt nhìn xem hắn phóng đi chịu chết. Tô như tuyết giờ khác này tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, chật vật ngẩng đầu, nhìn qua giang giật quyết nhiên hướng tuyệt sát cấm chế phóng đi, tuyệt vọng nhắm mắt lại.